thỉnh Ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con cũng thỉnh bàn tay của Ngài Liễu Tâm để thử mít nạ. Dạ con kính thỉnh Ngài. Nam mô Tát Sa Pa Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bụt Ta Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cần sư nam cư sĩ nữ đồng đạo tràng, hy vọng quý vị nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Ta Gia. Dạ Nam mô Bụt Ta Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Dạ Nguyên Trang có nghe rõ Nguyên Trang? Nguyên Trang có thể làm thị giả cho Ngài được không Nguyên Trang? Nếu Nguyên Trang làm được thì Trần Đạo xin gửi mic là cho Nguyên Trang. Tại vì dạ, xà xin mời Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Ta Gia. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Gia. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ cô Tiên Nữ Khê Ma. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ kính chào chú Kinh. Dạ kính chào Huynh Minh Tâm vừa đến với đạo tràng. Dạ hôm nay là ngày vấn đáp của Ngài Liễu Tông. Dạ con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì trong qua về Phật Pháp có thể đặt lên câu hỏi chết chát trên màn hình, con sẽ đọc hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy bàn tay của cô Mata. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ, Nam mô Bụt Ta Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, trước con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm, Ngài Trí Đức, cô tu nữ Khê Ma. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, trong cái tháng này là mùa lễ dân y Katina, con có một cái thắc mắc nhỏ là trong ngày lễ dây này thì con thấy cũng như ngày hôm qua con có đi dự dân y ở nơi con ở, đó là một cái chùa theo phái của người Nam Tông nhưng mà là theo người Thái Lan. Thì vì ở đây là người Thái Lan cho nên sư cả đó thì nói tiếng Anh, bởi vì đa số là người Úc cho nên nói tiếng Anh và nói luôn cả tiếng Thái Lan. Thì con thì mình là người Việt cho nên con cũng không có hiểu được nhiều, con chỉ hiểu qua lời của mấy đứa con của con nói lại thôi. Nhưng mà con có cái thắc mắc là khi dân y như vậy đó thì có một đại diện để nhận, rồi không biết là toàn bộ những vị mỗi người đều có được một cái bộ y hay là như thế nào thì con chưa hiểu được rõ, xin Ngài giải cho con hiểu. Dạ con xin dâng mic đến Ngài Liễu Tông. Nam mô Bụt Ta Gia, kính bạch chư tôn hiền giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự là trong lễ dân y đó chư tăng phải lựa ra một quý vị có đủ điều kiện để nhận lễ dân y đó.
Nhưng mà trong trường hợp có nhiều y thì những vị nào mà ở trong cái chùa đó, trong nhập hạ, trong cái chỗ kết giới sĩ ma đó đó mới được nhận mà thôi. Còn những vị khách từ ngoài tới không được nhận bất cứ vật gì cả. Thành ra khi mà lựa đó, nó có một số điều kiện, thí dụ gì đó y rách đi hư y gì này kim sụm đó, thì cái gì đó mới được nhận cái y chính để làm rễ dân y mà thôi. Mà khi nhận bộ y đó rồi đó, một trong ba cái đó đó, chỉ nhận lấy một cái ra để làm y nội, y da trái hay đi tăng nhà lê để làm lễ dân y mà thôi, chứ không phải là làm cả ba miếng không có ăn. Thí dụ như trong lễ đó thí chủ chỉ dân ba bộ y thôi, thì một bộ để làm lễ nghi, còn ba bộ, còn hai bộ còn lại đó thì chư tăng coi cái vị nào trong những cái vị mà nhập hạ ở đó đó thiếu thì họ mới cho vị đó, chứ không phải là chia đều, không có cái đó, cái gì đó không có chia đều chia gì đó. Thành ra cái chuyện đó chuyện cũng bình thường thôi chứ không có gì đó. Nhưng mà cái thường ở lễ dân y nó có nhiều cái chuyện mà thường người cư sĩ không có hiểu, thành ra có thể làm nó không có đúng, thành ra cái đó mình phải nghiên cứu để mình làm cho nó đúng. Ví dụ như cái lá y đó mình đi ra chợ mình mua về, chắc cái lá y đó làm lễ dân y được, mình phải biết cái tiệm đó nó mài đúng cách như thế nào, nghĩa là y đó những cái điều đó là phải cắt ra từng miếng mai lại, chứ còn để nguyên miếng là cái mình mai theo lối cái lừa biếng của mình đó, mà thành cái con đường vậy đó là cũng không có làm lễ dân y được. Và cái trên đó có chỉ dây chỉ nhỏ xung ở dưới mấy cái riền đó, mà nó thiếu cũng không làm lễ dân y được. Thì mấy sợi chỉ nhỏ đó để là buộc lại, khi chưa tăng mặc vô là buộc lại đi để cho gió đừng thổi cho bốc lên, hoặc là khi nào đi qua đò thì phải tháo ra chứ không được buộc. Thì nó có nhiều cái chuyện lắm về cái lễ dân y đó, đó. Thành ra những cái đó là mình muốn biết chắc chắn là mình phải tìm cái chỗ nào hoặc cái vị nào mà họ biết đó, họ tìm cái bộ y đó cho, chứ còn không cũng rất là khó khăn. Thì cái vị nào mà đầy đủ điều kiện thì vị đó được nhận để làm lễ dân y. Còn những vị khác nếu có y dư thì chia, mà không có thì thôi. Và tất cả những cái gì mà xài là tài sản của cái lễ dân y mà thí chủ dân đó, thì nó thuộc về tài sản đó của cái chùa mà đang tổ chức lễ dân y. Còn những vị khách tăng mời tới đó, không người nào được hưởng bất cứ cái gì trong đó cả, không được hưởng. Đó là luật Đức Phật đã chế định như vậy. Đó là những cái căn bản của việc hiểu thì lễ dân y là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. Con thấy ở cái chùa của con đó thì ý chư tăng ở đây á làm rất đúng với cái nghi thức hồi thọ tại mà Đức Phật còn. Có nghĩa là chúng con ngày hôm qua đó mỗi người mà dân đó đều là những cái tấm vải trắng, rồi chư tăng mới nhận rồi đem đi nhuộm và đi cắt mai trong cái ngày hôm qua đó, là làm nội trong ngày hôm qua đó cho xong, chứ không có, chúng còn không có dâng những cái y đã mai sẵn. Mà này làm vậy thì ngài thấy là con nói là đúng với cái nghi thức thời của Đức còn, thì như vậy có đúng không thưa ngài? Xin ngài cho con biết. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái y đó mai ở chùa rồi đêm đó đi sáng làm lễ dân y đó, thật sự ở Thái có nhiều cái cũng miếng điện cũng có chứ phải không? Tức là họ nhận những miếng vải rồi về tự cắt rồi xuống nhau mà thành một cái lá y không? Thì cái đó họ vẫn làm như thử, nó gọi cái đó gọi là chu lá ca thi nát, chu lá ca thi nát. Rất nhiều chùa làm, cái chùa mà làm nổi tiếng nhất là có cái vị sư mà ở dưới gần Phách Thầy Gia đó, vị sư trên ngày chết rồi, ở trên cái tỷ, trên cái tỷ Quốc Thô đó, nghĩa là năm nào cho đó là cũng vui lắm, nghĩa là y xèo xuống nhau nửa khuya rồi, kêu chỉ kêu kim rồi làm vui lắm, năm nào cũng vậy đó.
thì cái đó lại làm giống như vào thời Đức Phật vậy mà, cho nó vui vậy thôi, nhưng mà chứ còn không có gì đó. Mà thường thường mấy cái chùa mà họ tổ chức cái đó thì họ không có nhận tịnh tài vậy đó, những cái miếng vải của chị đem lại rồi họ gom đủ rồi cái họ mai cái họ đem nó nhộm xong rồi sáng làm lễ lên ngay liền, chứ không có nhận tịnh tài với bao nhiêu đó, đủ giống như thời đại đại chánh vậy đó. Nhưng mà sở dĩ nó làm nó hiếm là tại vì đa số chư tăng bây giờ nó không có biết cánh mai, vô không có học mai giá này kia xùm là làm nó khó, nó khó lắm. Mà nói chứ không phải dễ đâu quý vị, không biết chứ chúng tôi lại dự mấy cái lễ rồi nhiều khi mai nó mà nói chứ mai mà xéo qua xéo lại hư quên tới quên lui cũng không có được. Mà mai hơn nữa đêm chút trong đó rồi ông cả ông xuống coi rồi đúng hay không rồi đó, rồi để đó là sáng sao phải làm lễ với nghi, gần mặt trời mọc có làm lễ với nghi đó. Chứ còn bây giờ đa số chư tăng thì không có biết mai giá đâu, họ mua cái họ nhận được thí chủ tây dân nguyên cái bụi đó mà màu trắng người ta đem nhộm. Còn có một số chỗ thì nhận từng miếng vải ta về đem ta mai, tùy theo cái nơi đó chư tăng có khả năng để làm hay không đó. Hay nó không có khả năng làm thì nhận bụi trắng rồi đem đó nhộm xong sáng làm lại Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con xin ít lại đạo tràng. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Metta đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong tuần qua ạ. Con thấy chú Trúc Nguyên, hôm bữa chú Trúc Nguyên có nói là có thắc mắc, không biết chú có chát được không ạ? Thấy bàn tay của Huynh Minh Tâm. Huynh Minh Tâm có không? Đâu mất rồi. Dạ, sa thú. Dạ, Nguyên Trang gửi mic lại cho Huynh. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ, kính thưa sư Liễu Tông, và trước hết con kính vấn an và sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ, hôm qua thì cô Tâm Phương có kể một câu chuyện năm xưa, dạ, là làm thí chủ dân y cho cái ngôi chùa đó, dạ, có một vị sư tu ở đó thôi. Thì làm 2.000 đô, dạ, thì năm sau cổ cũng phát tâm làm tiếp. Nhà thì khi gọi đến vị trụ trì đó thì vị trụ trì đó là phải nói là 4.000 đô mới làm đủ, chứ 2.000 mà làm cái gì. Cho nên cổ thối chí, cổ không có làm. Thì sau đó thì cái vị trụ trì đó thì lại đi nói người này người kia. Thì ở đây con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi mình không có quan hỷ như vậy đó, mình không làm đó, thì mình có bị quả báo gì không? Và cái thứ hai là khi mà một vị trụ trì mình có nên đi nói một cái người Phật tử khác là họ như thế này như thế kia hay không? Dạ, đó là hai câu hỏi của con. Con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam Mô Phật Thầy Giá Kính Bạch Chư Tông Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình không có xin để làm chủ lễ nghi thì mình không có làm, mình có bất mãn hay gì mình không làm thì thôi, chứ có đâu có ăn thua đâu. Từ khi mình lại gặp chư tăng rồi mình xin làm dân lễ dân y đó rồi mình không làm nữa, cái đó mới là cái chuyện mà mình tạo nghiệp quả chứ. Còn bây giờ là bữa nay mình, năm nay mình làm, năm tới mình không có đức tin thì thôi, đâu có ép buộc đâu. Còn cái chuyện chư tăng mà nghĩa là có cái khẩu nghiệp như vậy là không có đúng. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, cái gì thì được chứ còn dân lễ dân y là không có kêu gọi được, ông sư mở miệng không được trong mọi trường hợp, không có mở miệng được, mở miệng nói xa nói gần gì cái lễ dân y đó cũng không thành. Ở Miền Điện hay ở Thái Lan có nhiều chùa đâu có lễ dân y đâu, chứ tăng người ta có tu đàng hoàng nhưng mà nhiều vị Phật tử người ta không chịu xin làm lễ nghi thì chịu thôi, chứ không có quyền lên tiếng, chư tăng cũng quyền lên tiếng.
không quyền lên tiếng nói xa nói gần là chùa. Năm nay có mấy sư mà chưa có chủ lễ, thí chủ lễ nghi gì xong cái đó là không được quyền. Trong mọi trường hợp đều khi mà mình lên tiếng vậy đó thì cái vật cái bộ y mà mình nhận được đó, người ta đem tới cho mình đó, cái bộ y đó gọi là nissaki, tức là bộ y đó phải xả bỏ, không thể làm cái chủ lễ nghi được. Mới như vậy nói cho trong mọi trường hợp chư tăng không được quyền lên tiếng về vấn đề lễ dân y. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú sa thú. Dạ sẵn trong mùa lễ dân y hỏi luôn câu nữa cho Phật tử chúng con có tri kiến này. Dạ thưa sư, thí dụ bây giờ cái chùa đó mình không có kêu được, mình nói mấy chùa khác người ta kêu dùm thì như vậy thì nó có được hay không thưa sư? Tức là buồn mình không kêu nhưng mấy chùa khác người ta kêu dùm thì như vậy nó có thành tựu hay không mẹ? Còn kinh thỉnh sư Lưu Thông. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị cũng không được luôn. Nên mình đừng là tại con bởi vì ông sư mở miệng xin không có được. Mình nhớ mà xin cho người khác cũng không có được, xin cho mình cũng được, xin cho người khác không có được. Bởi vì nên nhớ ông sư đó đi xin bằng cái thân chứ không xin bằng cái miệng. Nên nói lên là không được. Cái thân của ông như thế nào, ông bình bán ông đi, ai thích thì kia chắp tay lên là ông biết là người đại dân ông mở vắt ra. Còn nếu không thì thôi, ông không có quyền, không có quyền mở miệng ra trong mọi trường hợp. Ông sư xin là xin bằng cái thân chứ không xin bằng cái miệng được. Nếu mình dùng cái miệng mà xin cái đó gọi là ăn mài chứ không phải là ăn xin. Ông sư là ăn xin chứ không phải ăn mài. Thành ra trong mọi trường hợp không có xin được có cứ cái gì cả, ngoại trừ cái người đó bà Guarana, tức là thỉnh cầu đó. Ví dụ như mình muốn mình có đức tin với ông sư đó, mình thỉnh cầu trước, thỉnh cầu là con sẽ hộ độ sư trong 3 tháng này đi, 3 tháng hạ chẳng hạn, với tịnh tài khoảng đó, khi nào sư cần thì xin lên tiếng, thì lúc đó ông sư cũng lên tiếng được. Còn nếu mà không, người cư sĩ mà không được thỉnh cầu đó, trong trường hợp đi mật chân si, ông sư đó chỉ được quyền xin cha mẹ mà thôi, cha mẹ hoặc anh em mà thuộc loại mà cùng dòng máu đó, ví dụ như anh trai em trai được, chứ còn chị dâu cũng không được nữa, chứ đừng có nói không phải nó dễ. Ông sư tu nó đúng mức là không phải nó dễ đâu, là nó không xin được. Mà về cái dân y cũng vậy, nó nói xa nó gần hoặc nhờ người khác nói cũng không có được. Thí chủ ta biết ta có đức tin, ta tới ta xin làm lễ dân y ngày đó tháng đó thì được, nhưng mà ông sư là tuyệt đối là không được. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á, kính lễ chư tôn đức tăng ni trong rừng, xin kính chào tất cả quý vị. Xin kính lễ thượng tọa Lưu Tông. Thì cũng sẵn nhân dịp này mùa lễ này thì cũng xin có một số câu hỏi để cùng thỉnh sư quan nghĩ giải thích cho Phật tử nắm rõ hơn vấn đề này. Có những cái trường hợp mà ví dụ như ở chùa đó chỉ có một hai vị, hoặc là chỉ trong rừng chỉ có một hai vị thôi, mà không có thỉnh được chư tăng về thì có thể làm được buổi dân y hay không thưa sư? Hoặc là nếu có thể được mà trong số những vị mà những chư tăng là cùng làm lễ đó, mà có một vài vị bị giống như là bị tăng tàn hay là bất cộng trụ thì cái buổi lễ đó có thành tựu không ạ? Còn tôn thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Ông sư ở bên mình vẫn nhận được lễ dân y như thường chứ không? Nhưng mà khi thí chủ đem cái lễ cái y đó tới xin dân cho ông sư đó, rồi ông sư đó cầm cái y đó đó đi tới cái nơi cái chùa mà có sĩ mang, có chư tăng tôi nhập hạ đầy đủ, xin bốn vị, tìm bốn vị, bốn vị mới chắc chắn là nhập hạ đàng hoàng đó. Tụng tuyên ngôn dùng, tụng tuyên ngôn giao y, tuyên ngôn là để mình nhận được cái gì đó.
Vậy là thành tựu chứ không có sợ vậy đó. Ừ. Thành ra một người cũng được, hai người cũng được. Nếu mình một người họ dân y xong mình sẽ đem tới cái chùa nào có xí ma, mình nhờ cái chùa đó họ tụng dùng, họ tụng liền chứ họ không có ấy. Bởi chư tăng mấy cái đó là phải xả mắt ghi, tức là phải làm cho nhau chứ không thể làm được. Bây giờ mình có hai vị thì mình tới chùa đó, chùa nào cũng được, nó có xí ma vào mình xin thỉnh ba vị nhờ tụng tiên ngôn dùng. Nghĩa là để ra ta là để dân y là phải đủ năm vị. Còn cái chuyện mà quý vị thường thấy đó, thì cái đó không thấy trong kinh điển. Ví dụ như lễ nghi mời bao nhiêu người chùa khác tới này kia, cái đó là không thấy trong kinh điển nói, trong luật không có nói. Chỉ mời đủ tăng tới đó mà thôi. Và những cái gì sau khi giữ làm cho đủ tăng sự rồi đi về không. Bởi vì những cái vật tịnh tài hay vật dựng phụ tùng gì mà liên quan tới lễ nghi đó, cái đó là thuộc quyền sở hữu của chư tăng trong cái chùa mà họ nhập hạ mà thôi. Chư tăng trong đó mà thôi, người ngoài tới không có quyền gì đụng tới đó. Bởi vì thí chủ lễ người ta đâu có dâng cho mấy ông đó đâu. Anh nhớ vậy đó. Anh muốn lễ nghi nó đúng đó, là cái chùa đó họ dâng cái đó là tất cả được liên quan tới cái chùa đó. Chùa đó có bốn ông sư gì không biết thì được bao nhiêu đó đó đồng ý để làm cái gì, để sửa chùa hay là để chia nhau xài. Cái chuyện đó là chỉ có mấy ông sư trong đó mà thôi, còn sư ở chùa ngoài tới làm tăng sự xong đi về tay không. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, xa lớn, dạ, kính tri ân thượng Phật Lưu Tập. Dạ, giờ trường hợp mà khi mà tới mà gặp những vị mà tụng tuyên ngôn dùm, mà những vị đó có một trong một vị hoặc hai vị bị giới bị hoại mà không ai biết, thì cái buổi lễ dân y đó có thành tựu hay không? Dạ, kính cung thỉnh ra sư ạ. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là cái vị đó nếu phạm giới nặng hỏi biết chứ không thể nói không biết được. Nhưng mà nếu mà tăng tàn để xuống thì không sao, trừ phi bất cộng trụ mà thôi. Nhưng mà bất cộng trụ với điều kiện gì đó phải biết rõ, cái gì đó không biết cũng không sao. Nhớ chuyện đó, gì đó mà phạm cái đó mà không biết mình phạm thì không sao, còn biết mà vẫn cố tình đi vô đó thì tăng sự nó mới hư. Chứ không có gì đó, phải biết mới được. Bởi vì nhiều khi chưa, thành ra có những vụ mà người ta tại sao mà chư tăng có những có bảy cái điều mà việc tránh đó, sạch thả sa sa ma tha karinia niya cho chư tăng đó, là đúng cái chuyện đó chư tăng họp lại để quyết định hỏi xem ông đó làm sao ông đó có nhận hay không nhận gì xong rồi chư tăng mới quyết định được. Thành ra có những cái trong những trường hợp đó thì vẫn kể cho ông ta trong sạch như thường chứ không thấy đó, ngoại trừ ông ta biết chắc chắn mình hư mà để lừa dối chư tăng thì cái đó nó mới có thể đưa tới cái sự tăng sự hư mà thôi. Còn nếu mà nghi ngờ chưa biết mình có hay không thì vẫn được coi là trong sạch. Rồi sau đó ra chư tăng này, chư tăng mới bàn, mới hỏi tới họ lui gì đó. Nó có bảy cái nghi thức khác nhau để biết gì đó có bị thật sự bị vậy hay không. Thì lúc đó mới chư tăng quyết định, thì từ đó về sau thì cái gì đó không được vô làm tăng sự nữa. Nam mô Bích Thầy á. À, sao lắm, à, kính thưa thượng tọa tâm. À, con hỏi thêm câu nữa, là ở Việt Nam á sư, cái chùa ở chùa Kỳ Viên nó có những vị sư cô nó may y. Không biết làm sao mà số lượng nhiều lắm mà không biết cái vấn đề như theo như sư Lưu Tông nói, thì không biết họ có may đúng theo cái kiểu mà cắt ra may lại không, hay là để nguyên tấm vải may luôn những cái đường theo cái điều như vậy. Thì nếu mà may luôn như vậy thì mình thỉnh cái đi đó, mình cúng dường thì nó có được phước báo, có được thành tựu gì hay không? À, con cũng thỉnh sư ạ. Thỉnh như dân thì được, nhưng mà cái đó để làm để dân y, nếu mà nó không đủ điều kiện thì cũng không được. Để y mặc thì được, bởi vì cái y mà để dân y, cái y đó được nguyện, được xả, được làm đủ thứ chuyện chứ đâu hay không đâu. Thành ra mấy cái gì mà thường thường ông sư vô là cái hạng đầu tiên nó bắt phải học mấy cái điều như thế nào, nào bài nào để ông sư nhìn ông biết, nhìn ông biết. Hồi xưa đó, hồi chúng tôi ở với một cái vị thiền sư trong rừng đó, ông đó ông có cái phước có y, người ta dân nhiều lắm, người dân nhiều lắm, mà có những y không bao giờ ông mặc hết á, không bao giờ ông mặc. Rồi tới cái mùa hè mà con nít nó nghĩ nó vô tu vô duyên xe gì đó, ông mới đem ra ông đưa cho nó mặc.
thì cái lúc mà thời gian sau đó có tò mò hỏi ổng, ổng nói mấy cái đó họ mai không đúng cách, mình động xương mặt không có nên, thì mặt nó không nên thì làm lễ nghi đâu có được. Thành ra mình biết phải biết chắc chắn không ai đúng mới được, đem về mà cho xe di mặt thì được, nhưng mà để làm lễ nghi thì không chừng không khéo nó trật. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, kính ảnh lễ Ngài Chư Đức, kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Đạo Tràng. Dạ, kính cảm ơn chú Kinh đã đặt câu hỏi và kính cảm ơn Hôn Minh Tâm. Dạ, sau đây con kính câu hỏi ạ. Con thấy bàn tay của Sa Thú. Dạ, Minh Trang gửi mic lại cho Hôn Minh Tâm nha. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Chư Tăng Ni, kính chào quý Phật tử. Dạ, kính thưa Sư Liễu Tông, một buổi lễ dân y theo như con nghe nhiều năm rồi thì nó cũng rất là khó thành tựu. Nhưng ở đây ý con muốn hỏi là một người làm thí chủ buổi lễ dân y đó thì mình nên giữ cái tâm mình nó như thế nào cho nó được quan hỷ, dù là buổi lễ đó nó thành tựu hay không thành tựu. Thì con nghĩ rằng mình làm vậy mình cũng có phước, thì thỉnh sư dạy cho người Phật tử chúng con hướng cái tâm mình nó như thế nào để mình được thành tựu về vấn đề phước báo. Có thể chúng ta không thành tựu được cái buổi lễ dân y nhưng mà vẫn còn thành tựu được cái vấn đề phước báo để mình có lợi lạc trong ngày vị lai. Và kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch Chư Tôn Hiện Giả. Thính thưa chư quý vị, đối cần sinh nam nữ thì không có sợ gì đó, chứ quan trọng là mình lựa y cho đúng, là mình làm theo đúng cái lời mình hứa với Chư Tăng, là khi mà tác bạch lễ dân y xong là mình đủ phước rồi. Còn cái chuyện Chư Tăng làm gì là chuyện của mấy ổng nha, mình đừng có làm bộ mình biết lực, mình tò mò cái mấy ổng làm có đúng không, cái này kia ông dùng cái đó mới là chuyện lớn ha. Cũng giống như quý vị thường đó, quý vị đi, nhớ đi, khi quý vị để bộ đồ vật thực vô cái bát ông sư là quý vị có phước báo đầy đủ rồi, không cần gì phải ông sư phải tụng phải gì đó. Vào thời xưa đó người ta, hay là bây giờ những cái chùa ở trong rừng họ vẫn giữ vậy đó, mình đi ô mình bác mình đi là người ta để vô là mình đứng im lặng vậy thôi, nhận xong là mình đi thôi, không có đứng lại phúc túc cái gì đó. Bởi vì khi mình đã bỏ đó là cái tác ý của mình, tác ý trước khi làm, trong khi làm và tác ý sau làm, là mình ngồi xuống chỗ đó để mình hồi hướng quá mình nguyện cái gì đó là chuyện của mình. Bởi cái phước nó đầy đủ là khi ông sư ông nhận bỏ vô mình bác, ông đắp cái, ông đậy cái nắp bát lại là phước báo nam hình sinh nữ đầy đủ rồi. Chứ còn mình làm cái phước báo mình nó kém là khi nào mình gửi không biết, mà mấy món mình ông thấy mà ông mở ra cái có đùi gà đùi đồ ngon, còn của mình đồ chay mình nói chắc ông thấy đồ chay chứ ông dục cái đó là lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại ông có dục cái chuyện của ông, thấy không? Ông ăn cái chuyện của ông chứ mất gì mình phải nghĩ chắc ông không ăn, phải không? Nó khi bỏ vô ông sư ông nhận rồi là quý vị có đầy đủ phước báo rồi. Dân y cũng vậy, vô trong đó tác bạch rồi ông sư ông nhận đi để ông làm tăng sự gì xong xuôi là phước báo mình đầy đủ rồi, không ấy đó. Còn ông làm có trật có trúng gì đó chuyện của ông, đừng có thắc mắc. Mình làm nhưng mình biết thôi, ông sư bữa nay sao ông làm cái đó không trúng chắc mình không có phước báo rồi. Mình dân là mình có phước rồi à, chứ làm gì mà bộ đợi ông làm trúng mình mới có phước hay sao à. Nhiều khi ông làm không trúng mà tại vì mình tò mò mình dòm ngó cái đó mới làm cho mất phước á. Đừng liên quan tới cái đó. Khi mình tác bạch mình dân xong xuôi Chư Tăng xả thú xong là mình đầy đủ phước báo rồi, còn cái chuyện khác là chuyện con sư, đừng bao giờ để ý đó ha. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con đã thấy Huynh Minh Tâm, kính tri ân sư ạ. Dạ cảm ơn Huynh Minh Tâm đã đặt câu hỏi. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu. Dạ trong thời gian chờ câu hỏi, dạ kính ngài, hồi nãy con có nghe ngài nói là khi mà cũng như là khách tăng tới dự lễ dân y đó ngài, thì là thí dụ như mình con thấy ở chùa
là mua là mình tứ vật dụng mình dâng cho chư tăng hết tất cả mọi người. Mà hồi nãy con nghe ngài nói là những cái vị mà khách tăng mình thỉnh tới á, thì được quyền nhận bất cứ một cái gì trong ngày lễ dân y hết. Và ngài có thể giải thích rõ cho con được hiểu thêm không ạ? Và con kính tri ân ngài, và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho con ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Để tôi kể chuyện cá nhân của sư để cho cô Nguyên Trang nghe thì sẽ hiểu. Thế này không phải là mình đem ra mình show vậy đó để kể, bởi vì mình không biết trường hợp khác của ai. Cái hạ thứ tư hồi chúng tôi mới qua đó, cái hạ thứ tư có đi theo mấy người bạn cái nhà, cái quê của họ đó, ở cái tiểu bang, cái tỉnh mà gần cái biên giới của miền với Thái để dự lễ dân y. Thì hồi chúng tôi qua đó thì năm cái hạng đầu tiên ở Thái chúng tôi nguyện là không có giữ tịnh tài, không có giữ gì đó. Thì khi mà đi ra đó thì chùa có 3 vị thôi, chúng tôi xuống 3 vị nữa là 6 vị. Hồi đó lúc mà hồi đó là luật lệ mình chưa có thông dông gì hết, chưa có hiểu nhiều. Xuống là họ mời bên cái chỗ mà dành cho khách tăng ra ấy đi. Trong bên đây mà nghe sao họ có 3 vị mà họ cũng tác bạch đi dân y trên đồ họ làm đầy đủ đó. Nên xong xuôi cái họ mời cho mời mấy ba vị sư khách tới. Thì khi chúng tôi vô chánh điện cái là họ tụng tuyên ngôn liền. Hai vị sư đi theo chúng tôi tụng tuyên ngôn, tại vì mấy sư ba vị sư chính không tụng được. Thì chúng tôi vô ngồi là họ tụng tuyên ngôn liền. Tức là khi mà chia đồ đó, chỉ có những cái vị ở trong đó không mình tới, chứ khách tăng tới chỉ làm tăng sự mà thôi. Đó. Làm xong thì ông trụ trì ông mới móc trong cái giàm của ông dân cho mỗi viện cái bầu thư. Thì chúng tôi cũng nói thật với ông là chúng tôi có cái nguyện là trong vòng năm hạ đầu tiên mà ở Thái thì chúng tôi không có nhận cái đó. Ông nói không phải, ông hiểu lầm, ông tưởng là mình theo luật đó. Bởi vì theo luật đó là ông muốn, ông mới nói thẳng là cái này là tiền túi của ông lấy ra để ông dâng tôi, chứ không lấy tiền gì trong cái tịnh tài mà bữa lễ ngày hôm nay đó. Ông nói tôi cái gì liên quan bữa lễ ngày hôm nay là chưa kiểm soát. Thành ra 3 cái thờ này là tiền riêng của cá nhân ông đem ra ông dâng cho chúng tôi đó. Thành ra khi mà chúng tôi nói là người ngoài tới không được nhận đó, là những cái gì liên quan tới lễ nghi là không được nhận. Còn như ông trụ trì cũng mời tới hay là thí chủ mời tới đó, móc tiền túi được, nhưng mà cái tiền mà đã cái số tịnh tài hay cái số vật dụng vật thực gì mà liên quan tới cái lễ chư tăng đó là cái đó quyền, đó là quyền của mấy ông sư ở trong cái chùa đó mà thôi. Bởi vì khi mình làm thí chủ, những cái gì mà liên quan tới mình đem tới là chỉ dành cho mấy ông sư đó mà thôi. Còn khách tăng đó mình muốn ấy là móc tiền túi riêng cho lấy trong đó ra không có được, hiểu chưa? Móc tiền đó rồi ví dụ như bây giờ mình lễ nghi của mình đem tới, ví dụ như y áo với $1,000 đi, cái mình thấy tự nhiên sao có mấy ông khách tăng tới, cái mình lấy từ trong $1,000 ra mình dâng cho người ta là không có được. Bởi khi mình nguyện là lễ nghi này cho mấy ông sư ở đó rồi, thì tự nhiên mình lấy của mình cho anh ta rồi mình dâng cho ông sư rồi mình lấy lại để mình cho người khác đâu có được, hiểu chưa? Nam mô Bụt Thà Gia. Sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con. Dạ con hiểu rồi ạ. Dạ. Nhưng vậy có nhiều cái nó sẽ thay. Dạ. Dạ kính ngài. Để con coi coi. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Trong mùa lễ dân y này, quý cô chú có những thắc mắc gì thì có thể hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và ngài sẽ giải thích để mình không có còn nghi ngờ nữa ạ. Dạ con kính mời chú Kinh. Dạ con kính dâng mic lại cho chú ạ. Dạ, nam mô Bụt Thà Gia. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý vị. Kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông. Như trường hợp của Nguyên Trang hỏi như vậy đó nha, thì coi như là cái người cho rồi thì không được quyền lấy lại, không được quyền lấy cho vị khách mời tới.
Nhưng mà những vị sư ở trong chùa đó, ví dụ như trong chùa nhận được nhiều y quá rồi, giờ những vị đó lấy cho những vị sư khách thì như vậy có hợp pháp không, hợp với luật của chư tăng không sư? Dạ, con cũng thỉnh sư quan nghĩ ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thí dụ giờ cái chùa đó là bốn bốn vị nhập hạ đi, rồi mình mời thêm ba vị nữa đấy, thì ba vị đó không được hưởng gì trong đó đó. Nhưng mà nếu ông trụ trì đó sau cái lễ đó rồi đó, mà ông hợp chư tăng lại, ông nói bây giờ đó tịnh tài này dư này và chư tăng trong trong nghĩa là bô ông trụ trì mấy cái vị mà nhập hạ đó đó tính như thế nào, đang tính như thế nào, thì khi bằng lòng quyết định lấy cái đó cho thì mới cho được, chứ còn tự động lấy là không được, bởi vì của đó là của tăng chứ không phải là của ông sư nào đó. Thì mới là khi là của tăng rồi đó thì chư tăng họp lại để quyết định cái đó là cái gì đó, thì mình nếu đem cho được, chứ còn nếu mà tự nhiên cái mình nghĩ mình trụ trì. Nên nhớ trong luật đó quý vị lật ra quý vị sẽ thấy rõ ràng cái câu là tỳ kheo xài của tăng như của mình là đi địa ngục thôi chứ đâu hết đó. Là của chư tăng là mình phải hỏi, chư tăng hỏi rằng hoàng bây giờ dư mấy y này đó, vị nào muốn cần thì cứ lấy, còn nếu không thì để mình quyết định như thế nào, thì nó thôi giờ có mấy vị khách tăng để cho thì cái đó được, bởi chư tăng đã đồng ý cho rồi, bởi của chư tăng mà chư tăng đồng ý cho thì không sao. Nhưng mà ông sư nào trong đó mà cái thấy mình thân người đó cái lấy đại ra cho là không được, bởi vì không phải của mình cho không có được. Hiểu chưa? Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, xa phước và kính trơn từ tự tâm à, tức là không phải là trụ trì là mình có quyền quyết định được, với cái này là đồ của của tập thể của chư tăng à, không có được à, thì sẵn thì con câu hỏi vừa vui vui thì như cũng như vấn đề mà cái y dường như giờ như một người Phật tử như Minh Tâm chứ ha, giờ hứng lên cái đi mua cái tấm y về nhà tự mình đắp, mỗi lần làm lễ đắp y quấn y thì vậy có bị phạm giới gì không không xin? Nếu mà hứng làm ở nhà mình tự mình đắp y lấy nguyên trang rồi con thỉnh sự. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình đắp vô để mình đắp để chơi thì được, không có tác ý gì được, chứ tác ý rồi mình giống chư đây để cho người khác thấy mình là ông sư đó, cái đó là tội đó, cái tội đó nặng lắm á, gọi là trộm tăng tướng. Dù như mấy giống ở Việt Nam thì lâu nay nghe nhiều đó là mặc y vô cái ôm bịch bát đi xin đó, cái đó là tội đó, trộm tăng tướng. Khi mà trộm năng tướng là ngay trong kiếp này đó, dầu có cơ hội tu thành tỳ kheo cũng không thành, tội lớn nhưng mà tội nhỏ, thành nó giỡn cái gì thì giỡn với cái đó là không có được, không có nên. Mình muốn ấy thì mình thử tu duy nhiên một hai ngày rồi mình xả y có mắc mớ gì đâu, mặc vô chơi lập le anh chi, thấy không, tội trộm năng tướng nó nặng lắm á. Nam mô Bổn Thầy vậy. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn chú Kinh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Có thể chép chat trên màn hình hay có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ thưa ngài, thôi bây giờ không có ai hết để con hỏi tiếp. Cũng như hồi nãy con nói với ngài là mình cũng như là khách tăng người ta tới đi, rồi là khách tăng là không có được nhận bất cứ gì trong cái chùa, nhưng mà có một cái vị, có một cái người người ta làm chủ lễ dân y đi, thì người ta không biết gì hết, rồi cũng như một người ở trong chùa thì không phải là chư tăng cũng như là Phật tử trong chùa thôi, thì cũng như kêu là mình phải mua cái này mua cái kia, rồi phải mua cho những vị khách tăng tới cũng như là tứ vật dụng. Thì nếu như vậy là có đúng pháp không ngài, là tự cũng như kêu là cho cái người mà Phật tử, người mà chủ lễ dân y đó họ mua dân cho những khách tăng, thì như vậy là có đúng không ngài? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin xuống bích đạp. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Ví dụ về ví dụ con số cho dễ hiểu, mình đang làm chủ lễ dân y
Dự trù là mua y bao nhiêu bộ, mua với số tinh tài riêng là 1.000 đô la. Bây giờ có người nào đó nói là có thêm mấy gì khách tăng được tới làm tăng sự gì đó, Nguyên Trang muốn mua thì giao vô nhưng bạn lấy tiền khác chứ không được lấy cái tiền mình đã dành cho chư tăng. Đó. Thì không ai cấm hết đó, mình có đức tin thì mình cứ tự tự kiếm chuyện khác, cái đó mình đã dâng cho mấy ông sư trong đó rồi mà giờ sao mình lấy mình chia cho ai được, đó là tài sản của người ta rồi. Khi mình tác bạch là lá y cùng những cái vật phụ tùng này đó xin dâng cho chư tăng, tức là cho những người nhập hạ trong đó mà thôi, thì cái đó là thuộc về tài sản của gì đó rồi, mình lấy mình cho ai đâu được, hiểu chưa? Còn muốn có đức tin mấy gì khác thì móc túi ra chứ, móc túi móc cái khác chứ không phải móc cái mà mình vừa nguyện mình cho chư tăng nhập hạ ở đó. Còn mình có tiền thì vô văn lấy ra cho được, mình tỉnh bơ gì đâu sợ. Nhưng cái này là mình đã, cái tài sản đó mình đã cho chư tăng rồi, chư tăng ở chỗ đó mà thôi, thì làm sao mình lấy mình cho người khác được. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con sa thú, dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ ngài đã dặn dạy câu hỏi của con. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ đạo tràng, dạ con kính mời cô chú có những thắc mắc gì có thể giơ tay lên ạ. Con không biết là chú chúc giới, không biết có chú còn đây không ta. Chú chúc giới có chat lên màn hình được không ạ? Dạ con thấy bàn, cô chờ con chút xíu nha. Tại vì lần trước con gặp chú chúc giới trong chùa, chú nói chú có nhiều câu hỏi muốn hỏi với ngài, mà con không biết là chú có thể chat hay là chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ trong khi chờ đợi con kính mời cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ theo như là Nguyên Trang và dạ, Nhật Quỳnh kính mời, nếu mà Nguyên Trang kêu là chú chắc là Nhật Quỳnh phạm mạn phép mời huynh, dạ mời huynh chúc giới và dạ, mời huynh có thể đưa bàn tay và huynh chết chát lên để mà đặt câu hỏi, thì có Nguyên Trang đọc, đưa bàn tay thì cầm mic thì hỏi thẳng. Dạ kính mời huynh chúc giới ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ nãy giờ con không có ngồi được trước máy, rất là cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Nhưng mà con nghe có những câu hỏi, con phát sinh câu hỏi của con, ngài chỉ dạy cho con. Thí dụ như con đi lại giữ một lễ dân y ở một chùa nào đó, thì con chỉ nên ở trên cái chánh điện rồi mình quan hỷ với cái việc mình làm, mình dâng cái gì đó đến với chư tăng, hoặc là mình quan hỷ theo những người thí chủ và những người Phật tử, người ta hùng phước chỗ đó này kia, hoặc là nghe quý sư trao y nhận y, như vậy là mình quan hỷ mình đi về, hay là mình còn phải chạy đi xuống dưới cái bếp, xuống những cái chỗ mà những cái nơi mà nhiều chuyện đó bạch ngài, để mình nghe ngóng chuyện này chuyện kia. Dạ con là một người Phật tử, con nên làm như thế nào? Một là chỉ dự lễ dân y trên chùa rồi mình đi về, hay là mình phải đi xuống dưới những nhà bếp hoặc những cái hốc kẹt nào đó để mình nghe anh ta tám thì mình chạy vô đặng mình nghe bạch ngài. Dạ con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thà dạ, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thì mình cứ coi trong một trong 10 phương pháp tạo phước thì biết cái gì đâu, cái phước phục vụ đó. Thì mình rảnh là nếu mà rảnh chưa gì phải về thì vô đó mình phụ rửa chén hay mình dọn dẹp quét tước rồi này kia, sắp xếp những cái gì mà ở trong chùa người ta cần, ví dụ như ba bàn ghế rồi này kia sắp xếp, thì mình ở lại phụ cái đó xong mình về. Mình đừng có ngồi lê đôi mắt thôi, ngồi lại mà ngồi lê đôi mắt mới là xấu thôi, chứ còn mình ngồi lại ở lại để mình phục tạo cái phước phục vụ thì đâu có gì đâu mà xấu. Nhưng mà không biết mình có bỏ được cái tật ngồi lê đôi mắt hay không, cái chuyện ra chuyện khác. Tính ở lại quét chùa nhưng giờ cầm chổi lên này
cũng xí xô xí xào vô rồi không chừng dùng chổi để tính chuyện người ta, không chừng được đó mới xấu thôi, thấy không? Chứ còn ai làm thì làm, mình cứ lẫn lầm làm lì lì mình làm phước thôi, tức là mình quét rồi mình làm cho nó sạch sẽ, ghế bàn tới đấy ra mình khen mình khép lại rồi này kia ông sùng rồi coi chỗ nào có rác mình quét mình dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mình về thôi, chứ có ai đâu cái chuyện ngồi lê đâu mất nó mới xấu. Giờ gì xấu? Dạ, xa thủ xa thủ. Dạ, con thành kính mời. Dạ, con kính Lưu Tông ngài Tỷ Đức, cô tu nữ Khê Ma, con kính chào tổng đạo tràng. Dạ, cũng nhân cái mùa dân y này, con cũng có thêm một câu hỏi nữa, xin ngài hãy chỉ dạy cho con. Là thí dụ bây giờ con muốn làm thí chủ, con muốn làm thí chủ của một cái lễ dân y của một cái chùa nào đó, thì con phải trình với sư cả ở chùa đó là năm nay làm lễ dân y là phải cần có những cái gì, tịnh tài bao nhiêu, rồi vật dụng hay là cái gì mà trong chùa cần, rồi con mới về con mới tính lại coi khả năng con có được làm đủ làm được hay không thì con mới xin làm thí chủ hay là như thế nào, thì xin ngài chỉ dạy cho con điều này, con xin dâng mình đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, lễ dân y bây giờ nó biến chuyển nhiều cái chuyện lắm, thì muốn gì phải hỏi ở chùa đó. Nhưng mà đúng thật sự trong luật ghi thì nó không rất rất đơn giản. Mình biết cái chùa đó nhập hạ xong rồi mình chỉ cần hỏi ông trụ trì là nếu mà có người làm thí chủ là xin dân nghi chưa, nếu ngài nói chưa là giờ tài xin rồi mình đem cái y nội tới mình cho nghi dân vẫn đúng như thường, không có việc phải làm gì đó, nghe không? Đấy, chứ tăng hồi thời xưa người ta đâu có cần dọn, nhiều khi người ta đi bác xong thì về ăn người ta tự còn dư thời giờ thì người ta học hành rồi này kia, chứ ông sụng đâu mà đi tới lui đâu mà lo ăn chuyện đó. Nhưng mà còn bây giờ thì tại vì nó thay đổi quá nhiều rồi, thành ra bây giờ muốn biết thì phải hỏi cái phong tục của cái chùa đó như thế nào đó. Nhiều khi mình tới mình thấy mình làm lễ mình xin về cái ông trụ trì ông cười ông xả thú của sao ông sách có cái y lại không á, ông thấy mình là ông trốn luôn mất công mà đóng không, nên nó phải hỏi cái chùa đó đi, chứ hỏi chứ nói theo luật là nó giảng rất là đơn giản, chứ nó không có giống như xưa đâu. Bởi đó lý do tại sao hồi xưa mà những cái người mà nghèo qua rớt mồng tơi thì nói chứ cỡ người có tiền ở đích người ta vẫn có thể tới đi mời chư tăng tới nhà người ta dân cúng ấy, bởi vì chỉ dân di vật thực mà thôi, chứ không có thả bao tơi vậy đó. Thế là chư tăng lần cái trăm vị ta đi tới những người nhà của cái người bình thường, ta vẫn có thể ta sống khỏe thường, bởi người ta dân 100% cơm là được rồi. Còn bây giờ 100% cơm thêm lên 100 cái bao thơ rồi thêm mấy cái bao thơ đổ xăng đi về, nó ra người ta không dám mời chư tăng nhiều vậy đó. Rồi Đức Phật thì rất là đơn giản. Còn bây giờ quý vị muốn biết gì thì quý vị cứ tới chùa đó hỏi thẳng. Chứ còn bây giờ nói sư bài ra rồi, mai mốt tới ngày lễ ghi ông trụ trì không thấy mình đi bộ trong sách có cái lấy không, là ông kêu học trò kêu Minh Tâm là đóng cửa chùa ông chừng á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con có ý thêm là con thấy ở Việt Nam á thì làm thí chủ có vẻ là phải nhiều tiền quá mới làm được. Còn ở nước ngoài này thì con thấy như ở cái chùa con đi ngày hôm qua thì con thấy làm thí chủ có lẽ là đơn giản thôi. Tất cả những thức ăn hay là vật thực đó thì Phật tử đem đến để dâng cúng, mỗi người đem một món, ai có gì thì đem đến cái nấy, chứ không có cái người làm thí chủ hình như là không có, con thấy là không có tốn kém gì hết. Phật tử đem đến không
rồi chỉ tốn kém là mua những cái tấm vải trắng đó, rồi thuê, bởi vì chùa chưa có cất được chánh điện, chưa được xây dựng được chánh điện, thành thử ra là thuê những cái lều, rồi ghế bàn, rồi toilet đồ này kia theo cái điều kiện của cao sổ ở địa phương đã đòi hỏi. Thì như vậy con thấy là làm thí chủ cũng không có bao nhiêu tiền. Còn ở Việt Nam thì con nghe lại thì nhiều quá, con cũng không biết làm sao, cái chi phí gì mà hình như là nghe là nhiều quá. Dạ con chỉ có ý như vậy thôi. Con cũng xin tri ân Ngài đã giải thích cho con hiểu. Dạ con xin nhân mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thaya. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn cô Metta đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Vì những câu hỏi của quý cô chú sẽ là bài học chung cho đạo tràng hôm nay ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có một cái thắc mắc. Dạ thưa ngài, khi mà làm lễ dân y đó ngài, thì thường á, những cái bộ y á, mà cái người chủ lễ thì người ta, không, những cái bộ y người ta dâng là cái những bộ y mới đúng không ngài? Còn những cái bộ y mà mỗi năm giống như là mình recycle lại á ngài, để mình để Phật tử tới họ họ mua y họ dâng á ngài, thì cái đó nó có đúng luật không ngài? Dạ con không biết cái đó, tại vì con thấy như vậy nên con có thắc mắc. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con, tại vì nếu mà y mới mỗi năm thì không thể nào có hết. Dạ nên con không có hiểu về cái phần này. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, thì đó quý vị hỏi mấy cái chùa đó mới được, chứ còn thật sự ra đó mấy chùa như tại mấy điện nó không có dùng mà đổi vòng vòng nhiều vậy đâu, cùng lắm một bộ y chánh để làm lễ nghi mà thôi. Còn thường thường ta đi nhớ Phật theo kiểu mỗi người ta cầm cái hoa vậy thôi, chứ còn chỉ có chuyện ra thấy đi đâu đổi y không biết làm gì. Mà y cũ nó, mà cái đó làm đó nó không có đúng, bởi vì cái y mà để mình muốn dâng cho chư tăng thôi, không không cần phải y cho lễ dâng y thường cũng vậy, là phải y mới, chứ còn y mà cũ ra mà cho người này để cho người ta đổi để người ta cúng tiền lại chùa, cái chuyện đó nó không có đúng rồi, cái chắc rồi. Nhưng mà tại vì xưa bài nay làm là riết nó thành ra bao nhiêu chuyện vậy đó, chân thường người ta đổi y, ta đổi cái y chánh mà thôi, chứ còn mấy cái y khác là thường thường ta không có đâu. Còn Việt Nam này có đủ chuyện thì chúng tôi không dám bàn, với chúng tôi không có sinh hoạt nhiều với các chùa Việt Nam, chúng tôi không có bàn. Bởi vì để mấy chùa Hàn Quốc sẽ thấy họ đơn giản lắm, chứ không có được màu mè giống như mình. Mình thích màu mè, không biết để làm gì cho mệt. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con. Dạ kính thưa ngài, dạ con chưa thấy bàn tay, dạ con xin hỏi tiếp ạ. Kính bạch ngài, nếu mà cũng như là mình không phải là người chủ lễ dân y, khi mà mình đi tham dự cái lễ dân y thì cũng như ngài nói là những cái bộ y đó thì cũng không có đúng lắm, tại vì mặc dù đó là y mới mà mình cứ dâng tới dâng lui hoài thì cũng không đúng. Vậy thì mình phải làm cái gì để cho mình có phước báo thành tựu trong cái ngày lễ dân y đó, thưa ngài? Và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra vô cái chùa nó có ngàn chuyện để mình làm phước, đâu phải dân y không đâu. Nếu mình không có cái tác ý dân y đầu tiên thì mình đâu có cái ấy. Mình tới chùa mình đi vòng vòng, mình coi cái chùa cần những gì, thì
thì mình có thể mình dùng cái tiền của mình để mình làm phước cho cái việc đó chứ có gì đâu. Chùa nó có nhiều chuyện lắm chứ đâu phải ít đâu, phải không? Thì cái lễ nghi thì mà muốn cho nó đúng cách nó quý cái là cái người mà người ta xin ghi danh được làm vậy đó, thấy không? Nhưng mà thật sự ra đó, bây giờ từ đấy đó mình với tâm ý mình có phước, nhưng mà mình không phải tự tay làm thì cái phước nó cũng không có nhiều, mà phước phải tự tay làm đó. Thành ra thay vì mà nó phải nói mình chờ làm chi vậy, mình tìm cái chỗ nào cần để làm phước chứ mất gì đâu. Thái Lan nó bay mấy ngàn ngôi chùa, từ Miến Điện cũng bay mấy ngàn ngôi chùa, có nhiều cái chùa xa xôi họ đâu có thí chủ đâu, mà đều giống như chúng tôi nói nãy, ông sư Hoán Quyền lên tiếng vậy đó, là nhiều người ta đâu có biết, không biết. Mình thấy đó, sau này nó có cái hệ thống nó gọi là làm lễ nghi mà kêu bằng cho nhiều chùa đó, là có một thí chủ nó tổ chức một cái xe cài đó, nghĩa là quyết định nó đi trong cái vùng đó vừa của tỉnh Lơi chẳng hạn, thì nó đi mấy cái vùng nào mà nó hỏi thăm là biết cái vùng đó ít có người lui tới và có chư tăng ta ấy, chư tăng ta sống trong rừng đó, thì cái chạy tới đó cái đem y ra vô xin chư tăng cho con làm lễ dân y, cái là tụng tiếng ngô làm tại chỗ đi chỗ gác vậy đó, để cho đừng có những cái gì ta có cái đó, mà mình cũng có phước vậy chứ đâu phải không có phước đâu, tại sao phải chờ tới 20 năm nữa, thấy không? Trong khi có những cái chùa đâu có được cái thí chủ lễ nghi đâu, phải kêu gọi ông sùm chi, thấy không? Anh đó mình làm cái gì đó cho nó đầy đủ, nó trong sạch đều có phước hết đó. Mình đừng có làm quá cái điều mà Đức Phật cho phép rồi thì nó mới có chuyện thôi, chứ còn mình cứ nghĩ là cái chùa đó mình làm lễ nghi có phước, mà trong khi đó mình không tự tay mình làm được cái lễ nghi trong cái mùa lễ nghi đó thì mình cứ coi trong năm đó có nhiều cái chùa nó không có lễ nghi thì mình tới làm lễ nghi nó cũng có phước như thường vậy, sao không có phước? Miễn đủ tăng nhận là có phước chứ làm sao không có phước được, thấy không? Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ con có một câu hỏi, con xin đọc câu hỏi của một vị Phật tử gửi cho con nè. Việc kêu gọi cổ phần của vị chủ trì các chùa ở Việt Nam như vậy có đúng luật không bạch sư? Và con kính dâng mít lại cho sư để sư có thể giảng dạy câu hỏi cho Phật tử, quý Phật tử ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Chị ông sư mở miệng xin là không được rồi. Nhưng mà ai muốn làm thì nó làm, chứ giờ mình không lẽ mình đi nói tới nó luôn, nó mệt lắm, quan trái cái miệng quan trái nó mệt lắm. Ông sư mở miệng xin bất cứ chuyện gì cũng được, ngoại trừ nghĩa là cha mẹ với anh em mà trong cái dòng huyết thống mà thôi, bảy hệ vậy đó, trên ba với ba mình giữa là một, là tức là gọi là bảy hệ đó, của bảy hệ đó, thất hệ đó là mình xin được trong trường hợp y vật sinh si, chứ còn ngoài đó là không được. Chị dâu hay là em dâu gì là xin cũng không được, chứ đừng có nói là mình đi qua ngoài mở miệng để được làm cái gì. Chư tăng là không có quyền mở miệng xin cái gì đó nha. Còn ngay cả cái việc của mình cái tài sản của mình á, cũng chỉ cho được có hai hạng người mà thôi. Ông sư mà khi có cái gì cũng chỉ cho được hai hạng người thôi, thứ nhất cha mẹ, thứ hai là bạn đồng phạm hạnh đó. Dù mình thấy bằng đồng hành mình ấy rồi mình có chút ít cái gì đó thì mình dâng cho họ được. Còn cái chuyện mà liên quan tới cư sĩ Phật tử thì không có dính dấp gì tới ông sư đó, bởi ông sư cũng là người đi ăn xin ăn mài mà làm gì có tài sản đâu mà cái ấy. Nhưng mà có những cái chuyện là đối đầu bằng đồng hành mình giúp được, trong cái tứ vật dụng thì giúp được, hoặc đối với cha mẹ thì cái đó là bổn phận mình phải làm,
Thì còn những chuyện khác là không được, thành ra nhà sư không được xin xỏ vậy đó. Chứ không ấy, nếu mà mình xin xỏ cái giới khẩu của mình là nó có chuyện liền. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ vị Phật tử đó đã xa thú kính tri ân sư ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tri ân. Dạ kính bạch ngài, dân y nói đến chư tăng có hợp luật không ạ? Dạ con xin dân mít lại cho ngài nội. Dạ con xin đọc lại, dân y nội đến chư tăng có hợp luật không ạ? Dạ cảm ơn chú Kinh. Dạ con cảm ơn đạo hữu tri ân đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Dân mà y mà để làm lễ dân y đó thì một trong ba cái miếng y đó đều được hết á. Nên phải mai cho đúng cách đàng hoàng, y nội y da trái y tầng và lê. Phải mai đúng cách thì mới được. Còn nếu mà không mai đúng cách là không thể làm lễ dân y được, để mặc thường thì được. Còn nếu mà dân y bình thường đó không phải là lễ dân y đó thì y chẳng tắm cũng còn được, chứ mắc gì tới y nội. Nhưng mà nên nhớ cái y nội giờ thường ta mai không có điều rồi đó quý vị, nên cẩn thận. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Này con chết. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy đạo hữu tri ân đã, dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói và tầy bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nói, kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. Kính xin sư giải nghĩa tâm chói sáng là ám chỉ tâm gì? Và kính cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi. Và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng giải câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tâm sáng chói ở đây có nghĩa là tâm hữu phần, hữu quan khách chịt, thôi ngân khách chịt tạ, đó là tâm hữu phần. Chú thể giải thích gì đó. Bởi vì khi cái tâm hữu phần thì nó chắc chắn là nó không có phiền não. Mà phiền não nó phát sinh là khi nào nó vô tới tham ý môn hướng tâm hay ngũ môn hướng tâm gì đó, thì cái lúc đó phiền não nó mới có khả năng là nó chung vô được. Nên thành là chú giải thích cái tâm sáng chói chỗ này là tâm hữu phần. Nam mô Bụt Thầy giá. Thật sự cái tâm này nó có tất cả chín cái tên khác nhau đó. Nó tên khác nhau lắm. Thì cái chữ một trong chín cái tên đó mà cái gì hỏi chỗ này đó, cái thầm cho đó nó gọi là Bành Đà Rá. Bành Đà Rá tức là tâm hữu phần. Bây giờ muốn biết tám chín cái tầm mười cái tên gọi của tầm tầm rồi từng hộp rồi, thì quý vị lật Ất Tha Xá Lý Ni ra coi, nó có liệt kê tầm qua tất cả 10 tên gọi tất cả. Thì một trong 10 cái tên đó là Bành Đà Rá. Mà Bành Đà Rá chú giải thích tâm mà được gọi là Bành Đà Rá là sáng chói đó, chỉ là tâm hữu phần mà thôi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc thêm câu hỏi nữa của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong bài kệ Anicca Vatasankara Upa Đá Quá Giá Thầm Mino Upachi Chittoa Niruchanti Te Sang Vu Pasamo Sukho Ti. Các hành là vô thường,
có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, tịnh chỉ chúng là an lạc. Chữ sankhara trong bài kệ ám chỉ tất cả các pháp hữu vi, hay ám chỉ thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng sinh. Dạ con kính dâng bích lại cho sư để sư có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Chữ hành ở đây là chỉ pháp hữu vi. Chữ hành chỗ này, chỗ khác nó có nhiều cái nghĩa lắm. Chữ hành này nó, cái sankhara này nó có nhiều nghĩa lắm. Thành ra chữ sankhara trong cái câu này đó là chỉ cho pháp hữu vi mà thôi, chứ không có chỉ cho thân hành khẩu hành. Bởi vì thân hành khẩu hành đó, nó có thể là nó không là quả của vô minh được, mà còn cái pháp cái chỗ chữ anicca vata sankhara này đó là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, chứ không phải chỉ cho liên quan ai đó. Thành ra chữ hành này nó có nhiều, rất nhiều chuyện để nói. Hành mà là quả của vô minh nó khác, hành không phải là quả của vô minh nó khác. Mà chữ hành trong một số cái câu là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, chứ không có liên quan tới thân hành hay khẩu hành gì cả. Tất cả các pháp hữu vi nói chung. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ con đã thấy đạo hữu Định Tuệ Song Tu, sa thú kính tri ân sư. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Thi An Lạc. Kính thưa ngài, ở Việt Nam có vài chùa không chấp nhận thí chủ xin làm chủ lễ mà chỉ cho làm thí chủ cổ phần. Khi bốc thăm để đội tam y hay bát thì chỉ có những đại thí chủ VIP đăng ký nhiều cổ phần mới được bốc thăm. Vậy chùa đó có làm đúng luật không ạ? Xin ngài hoan hỷ giảng dạy cho chúng con rõ. Kính tri ân ngài. Kính cảm ơn Xích Thi An Lạc đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nói một cách rốt ráo liên quan tới tiền bạc trong lễ dân đã không có đúng luật rồi, mình nhớ cái chuyện đó nha. Nhưng mà bây giờ đó, người ta dựa vào số cái phương tiện để người ta dựa vào đó ta làm. Nhưng mà thật sự đúng mức là lễ dân y nó muốn cho nó trong sạch hoàn toàn, là nó không có liên quan tới tình tài đó nha. Thường thường tình tài đó thí chủ làm thể nghi, mà một số chùa ở Thái mấy điện nó làm, họ đem cái y tế là mấy người, còn những cái khác mà liên quan tới ấy đó là nó không nằm trong cái phụ tùng của lễ nghi. Ví dụ là mấy người họ chỉ dân bộ y thôi để cho chư tăng làm lễ xong, còn những cái phần mà liên quan tới ăn uống đó là cái quỹ riêng của họ, họ lo cho chư tăng đầy đủ trong ngày đó, họ có muốn dân thêm dân gì đó là nó không nằm trong cái số mà tài sản mà được làm lễ dân y. Thì cái đó thì mình muốn kêu gì mình kêu cũng không sao. Nhưng mà đã nói tới lễ dân y rồi đó, quý vị đọc cái phần mà tác bạch rồi sẽ thấy rõ ràng. Y này là về mảnh giải trong sạch từ trên không trung rơi xuống. Thì trên không trung nó rơi xuống, không thể rơi tiền bạc rơi bạc được. Và bây giờ mình muốn vẽ ra bao nhiêu chuyện làm để càng ngày đó, nó càng xa thì cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không có gì đó. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ không, dạ con thấy Xích Thi An Lạc đã sa thú kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn Xích đã đặt câu hỏi. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa ngài, kính thưa sư, câu Pali thăm má há quê rắc khít tung thăm má cha rinh pháp bảo vệ cho người thực hành pháp, xin
Sư giảng nghĩa chữ Pháp trong câu này nghĩa là gì? Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ kính cảm ơn Đạo Hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự Pháp ở đây đó cũng giống như một số cái chữ mà thầm mà liên quan tới pháp hành mà cao thượng, thường thường chỉ siêu thế chứ không thể là pháp hiệp thế được. Pháp hiệp thế thì nó không có đủ năng lực để có thể là nó giúp cho người thực hành nhiều. Ví dụ như cái câu mà ai thấy pháp thì thấy ta, mà Đức Phật dạy cho Ngài Quắc Kha Lý như vậy. Cái đó là cái pháp đó, là tức là cái pháp mà Ngài Quắc Kha Lý lúc đó Ngài đắc đó, tức là pháp siêu thế. Thì chữ cái này cũng vậy, mình muốn mình thực hành giáo pháp, mà mình muốn được giáo pháp, cái sự bảo vệ của giáo pháp thì cái đó nó phải có năng lực. Mà thường pháp siêu thế mới có năng lực, cho pháp hiệp thế thì thường là không có năng lực. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy Đạo Hữu Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân sư. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con kính mời quý cô chú Phật tử cùng tham gia đọc đặt câu hỏi ạ. Có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài hay có thể chat chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ kính thưa Ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có một cái câu hỏi. Hồi nãy con có nghe Ngài giảng là trong cái buổi lễ dân y thì bất cứ một vị tăng nào mà cũng như là nói là cần y rồi cũng như muốn là cũng như là tác ý là muốn là mình cũng như nói là để cho mình dân y cái chùa thì mình nghe chùa nghèo thì nên lúc đó con cũng không có biết về mà bây giờ ngài giảng thì con mới biết là khi mà cái vị bất cứ vị nào mà xin về những cái bộ y đó thì không có đúng. Thì cái chuyện đó là mình không biết, cũng như cái vị đó xin là họ không làm đúng pháp, nhưng mà mình không biết gì hết, mình dâng thì mình có phước báo không ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Tại vì lúc đó con không biết gì hết, thì mình nghe cái chùa nào khổ cái mình tác ý mình dâng thôi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái phối y đó của mình thì mình dân thì không sao, nhưng mà cái sự nó không đúng là không đúng ở người xin, chứ không phải không đúng người cho. Nói trắng là chưa tăng mở miệng xin cái gì cũng được, quý vị nên nhớ cái đó, là chắc chắn là chưa tăng mở miệng xin cái gì cũng được đó. Xin cái đó là nisaki, tức là cái của đó đem về xài cũng được. Chưa tăng là không có xin, ngoại trừ cái người đó đã thỉnh cầu. Thỉnh cầu thường thường ở bên Thái nó có cái, hay là Miếng Điện nó cũng có, nó gọi là cái bài đi cà, tức là miếng giấy á. Tại vì đa số có nhiều chư tăng ta không có giữ tiền, là nó muốn chắc ăn này mà là viết trong miếng giấy con tên đó, con xin thỉnh cầu dân cúng tứ vật dụng đến ngài trong cái giới hạn tiền là bao nhiêu đó, khi nào ngài cần thì xin liên lạc cái số điện thoại này, hoặc là ngài đưa cái thơ này cho cái nơi mà ngài tới đó để ngài mà tìm mấy cái đồ vật dụng cần dùng đó. Tiền thường ở đó bên Thái nó làm thường lắm, bên ấy ngài nó ký tên đàng hoàng, mình đi ra mình mua cái vật dụng đó mà dưới cái số tiền mà họ đã ấy được, cái mình đưa cái giấy đó cho ông chủ tiệm, cái ông gọi điện thoại cho người đó, hoặc là ông giữ cái đó rồi ông mai mốt liên lạc sau, cái chuyện đó rất bình thường, không có gì đó. Chứ còn mà nếu mà không được cái sự thỉnh cầu mà mình xin đó là không được. Ngoài trừ giống chúng tôi nói là cha mẹ này hay là anh em mà đồng huyết thống mà thôi, chứ còn người dân là xin là không được, bất cứ trong mọi trường hợp lên tiếng xin là không được, mở miệng là không được. Nếu muốn thấy cái vị sư nào hay cái chùa nào mà có sự tu tập đàng hoàng này kim xong đó, thì mình thỉnh cầu trước, thỉnh cầu với số tình thầy bao nhiêu đó, thì khi nào ta cần thì ta nói với mình thì không sao.
còn nếu mà chưa có thêm cầu xin là không được. Mô Bích Thầy á. Nam Mô Bích Thầy á, dạ con kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con. Dạ, dạ con, chỗ con thấy cái câu, cái này không có dấu chắc con đọc mà con bị la quá. Dạ, dạ con xin đọc, nếu mà con có đọc sai con xin đoàn hộ tri ân có thể trát lại cho con nha. Con xin sám hối trước à, tại con đọc không có dấu rất là dở. Dạ kính bạch Ngài, trong lễ dân y khi nhiều khi nhiễu Phật ba vòng xong rồi, tất cả vật vật phẩm trong đó có nhiều bộ y được chuyển hết vào kho mà không có sự thọ nhận của chư tăng, vậy những vật phẩm này có hợp lệ để chư tăng sử dụng sau buổi lễ không bạch Ngài? Và con kính cảm ơn đạo hữu tri ân đã đặt câu hỏi, và con kính nhân mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Lễ dân y là lễ dân cúng đến chư tăng, không cần ai mà nhận hết á. Ngay cái y mà làm cái lễ y chánh làm cái lễ đó cũng không cần ai nhận hết á. Cái gì vô cái gì tác bạch xong cái gì để đó, để cho trước đó đó, để trước cái chỗ chư tăng ngồi rồi mấy sư ta sẽ tuyên ngôn giao y, có ai nhà được nhận thì cái gì đó mới bắt đầu gỡ ra để xem xét có cái nào mình cần mà nó có đúng điều kiện hợp lệ với cái y đó không, người ta mới làm lễ ha. Còn những cái khác cũng vậy, khi đó vô đó là chưa tăng hợp lại ta muốn bàn là nên làm gì, nên cho hay nên làm gì, thì cái đó chuyện của người ta chứ không có chuyện của chưa tăng, chứ không có liên quan tới mình đó. Mình tác bạch mình dân là đúng rồi, chứ không cần ấy, trừ phi mình dân cho cá nhân thì mình mới dân tận tay thôi, còn cái này mình dân cho chưa tăng thì không có cần. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý Ngài, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu tri ân đã. Dạ vâng, con hiểu, con kính tri ân Ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, theo chánh tạng của Phật giáo Nam Tông thì có loại chúng sanh nào tuổi thọ vô lượng không thể tính đến tính đếm hay không? Và quan điểm tuổi thọ vô lượng có rơi vào thường kiến không, thưa sư? Và kính cảm ơn đạo hữu Song Tu đã đặt câu hỏi, và con kính dân mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra phải chữ vô lượng ở đây đó, tại vì mình dịch nó vậy rồi mình hiểu theo cái chữ dịch của mình rồi mình mới thấy nó kỳ cục chứ. Thật sự ở những chúng sanh ở những cái chỗ đó mà gọi là sẵn khả rá là đếm được, mà sẵn khả rá là không thể đếm được. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái ông Hòm Thiên vô sắc mà ở cõi cuối cùng cao nhất của vô sắc đó mà có 84.000 đại kiếp mà tính sao? Mà nói vô lượng cũng không được, nó vẫn hữu lượng thường, bởi vì ông ta cũng phải chết rớt xuống lại chỗ chỗ gốc của ông ta là bốn đường ác đạo, vậy làm sao không mà vô lượng được. Nên là khi mình nghĩ vô lượng là không thể đếm được, mình phải hiểu cái chữ không thể đếm được là nó quá cái trí tuệ của con người, chứ không phải là nó vô lượng là không có lượng sống tới hiện nào, không có chết là không có phải, nó vẫn chết như thường. Thành ra chữ Sankhara cập bại gì đó là không thể đếm được. Quý nghĩ đi, từ cái vị Phật mà thọ ký cho Bồ Tát Sumedha, tức là tiền thân của Đức Phật Gautama đó, Đức Phật của mình đó,
cho tới lúc nãy ra đó là 25 vị tất cả, 25 vị đó là tính ra 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp, là sao quý vị đếm được? Không có thể nào đếm được đó. Thường thường mình dịch là không đếm được thành chỉ vô lượng, là mình mới hiểu sai, mới rơi vào thường kiến được, chứ mình hiểu không thể đếm được, nhưng mà nó có cái giới hạn của nó chứ không phải không. Bởi vì nếu mà nó không có giới hạn sao nó cái ông Asita sau này rớt xuống cái bịch được, không hết tu thọ nó rớt vẫn rớt xuống cái bịch như thường thì sao không rớt, phải không? Rồi ra mình phải hiểu cho nó rõ cái mấy, nhiều khi mình dịch những cái chữ hay mình âm những cái chữ ra đó mà nó không có đúng theo nghĩa thật sự của nó ra mình mới trao đảo vậy, chứ còn nếu mình dịch đúng là nó không có gì mà lạ đó. Nam mô Bích Thai á. Nam mô Bích Thai á. Dạ con đã thấy đạo hữu định tuệ song tu, sa thú kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc thêm một câu hỏi của đạo hữu định tuệ song tu ạ. À, kính thưa sư, có suy nghĩ cho rằng mình không cần phải học giáo lý nhiều, chỉ cần học những gì mà mình có thể thực hành được, còn những điều mình không hành được, không làm nổi thì không cần học, cho vô ích, tốn thời gian, đôi còn gây hại thêm. Ví dụ học hiểu nhiều dễ tăng ngã mạn. Vậy chỗ này cần hiểu thế nào? Kính thưa sư. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. À, dạ con thấy chú chút giới chat trên màn hình, dạ thấy được câu hỏi của chú rồi đó, chú thấy được cái chữ của chú rồi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi ạ. À, con xin xuống mic ạ. À, Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Một câu của Đức Phật dạy, một pháp môn cũng gọi là nhiều, mà tất cả là dạy Đức Phật, mình có thể gọi là ít cũng được, là tùy theo các ba la mật trong tiền kiếp của mình. Thành ra bây giờ mình nói là mình chỉ cần học cái gì mà mình có thể hiểu được hành được, cái chuyện đó là nó không đúng. Bởi vì mình đâu biết tiền kiếp mình là ai ở đâu tới đâu, mình thiếu cái gì đó. Thành ra mình học để mình hiểu được, để mình bổ sung bổ khuyết cái thiếu của mình thì mình mới đi tới đúng đường được. Chứ nếu mà mình là người ba la mật đầy đủ, mình gặp được Đức Phật hay bậc thánh nào đó đó, họ nhìn được cái tiền nghiệp của mình đó, họ chỉ nói một câu thôi, giống như là ngài Sư Trí nói với ngài Sariputta thì chỉ có một câu ca thả thôi, vẫn đắc được như thường. Còn bây giờ hoặc là ngài tụng bài kinh chuyển pháp luân cho năm vị Kiều Trần Như là có ngày lớn nhất là ngài Kiều Trần Như đắc liền. Còn bây giờ thật sự đa số chưa tăng bây giờ nào không có tụng cái bài kinh nó dưới 1.000 lần, không hôm nào tụng dưới 1.000 lần á, đặc gì đâu, thấy không? Tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình chỉ học cái nào mình có thể mình hành được hay đó, cái mình hành được đó có thể là nó không phải là cái điều kiện để cho mình đắc được đạo quả. Thành ra mình phải học nhiều, mà nhiều là bao nhiêu? Thì Đức Phật để lại có 84.000 bài pháp thôi. Nhiều lắm là 84.000 bài pháp mình học hết đó, thì mai ra kiếp này không đắc, kiếp sau mình gặp được một cái vị nào có tha tâm thông nhìn mình biết là họ nói, họ cũng chỉ nói một trong 84.000 bài pháp đó thôi, một câu thôi, nhưng mà mình có thể mình hiểu ra. Tại vì cho tới bây giờ mình vẫn chưa biết mình nằm ở đâu, là có cái khả năng như thế nào, thành ra mình phải học càng nhiều càng tốt. Mà nhiều cho lắm thì cũng chỉ 84.000 bài pháp thôi. Bởi vì 84.000 bài pháp Đức Phật nói bao nhiêu đó đủ để cho chúng sanh có thể đi ra khỏi luân hồi, đi học đầy đủ và hành đầy đủ đó. Tại trong tiền kiếp mình kiếp nào mình cũng tu nháp hết rồi, kiếp này mình cứ tưởng là mình hiểu nhiều, chứ thật sự là mình không hiểu gì đó ha. Mình mà hiểu nhiều là rất là dễ ha. Một cái tị tinh nhu thì nghe câu đắc, thiếu một tị tinh nhu nghe xong ngồi xuống suy nghĩ chốc đắc. Còn mình nay giá cũng được rồi, là ba đầu má này, giống như chúng tôi đây đó là nghe mà còn bị đòn đó, chưa hiểu chứ nghe không đó. Thật ra chẳng phải học hoài là vậy đó, nghĩa là học Phật pháp không có chỗ nào lỗ đó, ráng học được càng nhiều càng tốt. Mình học nhiều kiếp này thì kiếp sau nào ít lợi chứ không có gì đó, mình đừng có nghĩ là đầy đủ gì đó. Phải học nghe 84.000 bài pháp, được học càng nhiều càng tốt. Kiếp này học nhiều thì kiếp sau học ít, còn kiếp này học ít kiếp sau vẫn phải học nhiều như thường. Bởi vì cái đó là cái số lượng tối thiểu cần thiết để chúng sanh đi ra khỏi luân hồi đó. Anh đang muốn ra khỏi luân hồi là phải học. Nam mô Bích Tha giá.
Nam Mô Bụt Thaya. Dạ con thấy đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã xa thú. Xa thú ạ. Dạ kính mời, con kính mời chú Trúc Giới cầm mic ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ kính mời chú. Mô Bụt Thaya. Dạ chú Trúc Giới ơi, khi mà chú cầm mic á thì ở bên tay phải đó chú, ở bên tay trái nó có cái raise hand ha, là mình bấm vô đó mình raise hand thì người ta biết là mình muốn đặt câu hỏi, mình giơ tay. Và bên tay phải á, thì nó có cái mic á, mình bấm vô trong đó thì mình đẩy lên nha chú, mình đẩy lên thì mình mới, nó mới lock khóa cái mic lại, rồi sau đó chú mới nói. Chứ chú mà bấm cái tay vô mà chú không đẩy lên á thì tự động cái mic nó sẽ thả ra. Dạ kính mời chú cầm mic lại nha chú. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Cầm cái mic lại cho mình. Nam Mô Bụt Thaya. Dạ chú ơi, Nguyên Trang thấy chú đưa cái cánh tay lên rồi thì nghe cái chỗ mà nó nói là hold to top đó chú, cái bên cái mic mà bên tay phải hold to top đó, thì chú bấm, chú lấy cái ngón tay chú đụng vô trong đó rồi chú đẩy lên, hay là chú có thể hold cái nút đó thì chú có thể nói được à chú. Bên đây là raise hand đó, con thấy rồi. Bây giờ chú để bên cái hold to top là máy bên tay phải ở dưới thì chú bấm vô rồi chú đẩy lên một cái ha. Chú thử lại lần nữa nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Chào mừng Phật, con Trúc Giới xin đảnh lễ Ngài Liễu Tông cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin có hai câu hỏi, xin Ngài giúp con giải thích cho con. Ngài vừa nói xong về các Đức Phật thì con được biết sao kinh nói, con được biết sao phần kinh đó, thì trong quả đất này có năm vị Phật. Vị Phật thứ nhất là Ngài Kakusantha, trong thời đại trước là đầu tiên thì có tuổi thọ đến 40.000 năm. Đức Phật Kunagamana thì tuổi thọ đến 30.000 năm. Và Đức Phật Kassapa tuổi thọ 20.000 năm. Và Đức Gautama thì tuổi thọ con người khoảng 100 năm. Và trong tương lai Đức Phật Maitreya thì tuổi thọ con người đến 80.000 năm. Thì con có câu hỏi thắc mắc là trong khi mình lễ bái thập phương chư Phật á, thì có vô lượng chư Phật, thì các chư Phật ở cảnh giới nào? Con xin Ngài giải thích cho con rõ
Đó cầu thứ nhất. Cầu thứ nhì của con á, thì cái quả đất mình của đây chúng ta đang ở nằm trong cõi của Nam Thiện Bộ Châu. Trên cái tuổi thọ trung bình của một con người là người khoảng chừng 100 tuổi. Thì xin Ngài đã rõ hơn về cái vị trí của đất mình trong Nam Thiện Bộ Châu cũng như và đối với các châu khác như là Bắc Cô Lâu Châu, Đông Tiến Thần Châu, Tâu Quá Châu thì như thế nào, xin Ngài dạy thích rõ hơn. Và con mô Phật, con cảm ơn Ngài. Và con xin được dâng mít lại cho Ngài. Nam mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Trong quả đất thầy này thì có năm vị mà đã bốn vị rồi. Hồi nãy chúng tôi nói là nó bốn là tăng kiền trăm ngàn đại kiếp đó, không biết mấy chục quả đất là nói, bởi vì từ cái lúc mà được thọ ký, chúng tôi nói từ lúc là thọ ký cho tới lúc mà Bồ Tát Sumedha đắc đạo quả, tức là bốn a tăng kiền trăm ngàn đại kiếp, có tất cả 25 vị Phật. 25 vị Phật xuất hiện trong 4 tầng kỳ hôn ngàn trăm ngàn đại kiếp. Thì quý vị biết cái thời gian nó xa ghê lắm. Đó là chúng tôi nói từ lúc được thọ ký cho tới lúc thành Phật đó. Ngài đi qua tổng cộng là 24 vị Phật khác nhau. Rồi thời gian đó mình không thể đếm được bao nhiêu trái đất thì xa thôi. Bởi có những kiếp quán, kiếp này, kiếp nọ, bao nhiêu chuyện vậy đó. Thành ra không thể nào mà mình nói theo cái được. Cái thứ nhất. Thứ hai, tất cả chư Phật trong bài kinh mà Sẩm Bức Thê đó thì có hơn 3 triệu vị đã xuất hiện, hơn 3 triệu vị. Vì đọc trong bài kinh Sẩm Bức Thê đó thì thấy hơn 3 triệu vị đã xuất hiện. Thì xuất hiện như thế nào? Trong kinh điển thì chúng tôi những cái chỗ mà chư Phật xuất hiện được gọi là Mangala Chakrawala, tức là trong những cái vũ trụ mà có nhiều phước báo mà thôi. Còn ngoài đó thì có hay không chúng tôi không biết, bởi vì chúng tôi trong kinh điển không có nói tới, mà chỉ nói là Mangala Chakrawala là có Phật xuất hiện mà thôi. Đó, và nhưng mà ở ngoài kia có hay không có thì chúng tôi không biết, bởi vì trong kinh điển chúng tôi học thì không thấy. Cái thứ hai nói là bốn cái châu như thế nào đó, thì cái chuyện đó chúng tôi cũng không rõ, bởi vì có nhiều cái chú giải giải thích mà chúng tôi thấy hình như là không ăn khớp với nhau. Thành ra chúng tôi thường chúng tôi không có để ý nhiều, không để ý nhiều. Mình chỉ biết Nam Thiện Bộ Châu là mình ở chỗ này biết thôi, còn mai ra mai mốt mình sanh vào Bắc Cụ Lô Châu gì đó, chuyện đó tính sao. Chứ còn bây giờ mà cái chuyện của mình nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của mình mà mình suy nghĩ vậy đó, thì cái đó Đức Phật cũng không có tán dương, mà chúng tôi cũng không muốn tìm hiểu mấy cái đó, nó không liên hệ gì. Bây giờ nó có mấy châu, nó nằm đâu nữa thì nó cũng không giúp cho mình được trong cái sự mà hành pháp. Bởi trong hành tứ niệm xứ là để hành để diệt phiền não, chứ không phải hành để học mấy cái đó ăn. Thành ra nếu quý vị hỏi muốn biết thì nên tìm những cái gì nào chuyên môn nghiên cứu những cái đó hỏi họ chắc chắn hơn. Chứ còn chúng tôi không có nghiên cứu bên những cái dự đó, thành ra chúng tôi không rõ cho lắm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con thấy chú Trúc Giới đã sa thú. Dạ con xin đọc câu hỏi của Sức Thi An Lạc. Kính thưa Ngài, ở các chùa Khmer, nếu Phật tử ở Sài Gòn làm thí chủ chính thức mà không biết ở địa phương đó cũng có một Phật tử đã đăng ký làm thí chủ, trước lễ họ đã làm đội tam y và bát đến chùa đó nhiễu Phật, rồi các chư tăng cũng đã làm tăng sự, hôm sau phái đoàn Sài Gòn xuống và vẫn làm theo nghi thức dân y, và chư tăng ở đó lại làm tăng sự lần nữa. Vậy tăng sự đó có thành tựu hay không? Khi một Sima làm đến hai lần tăng sự, xin Ngài hoan hỷ giảng rõ cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Kính tri ân sư và kính cảm ơn Xích Thi An Lạc đã đặt câu hỏi. Và con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không biết ngày bữa sau có phải là ngày lễ dân y không, để chúng tôi không có biết. Nhưng mà nên nhớ mỗi chùa mỗi năm chỉ được một lần, làm trong một ngày mà thôi. Một ngày, mỗi năm một lần một ngày. Và cái chùa đó phải có chư tăng đầy đủ, tối thiểu năm vị ha, là nó mới làm được thôi. Còn cái chuyện mà ngày hôm sau làm mình đâu có biết, ngày đầu là dân y, ngày sau là dân thường thôi, mình cũng đâu biết được. Thì cái đó tùy theo. Chứ nếu mà ngày đầu làm lễ nghi ra tự là ngày sau là không có quyền làm lễ dân y nữa, trong mọi trường hợp. Vậy chỉ mỗi chùa mỗi năm chỉ nhận được một lần mà thôi. Thành ra đó là cái mà quý vị nên hiểu rồi đó. Thằng sự chỉ thành tu lần đầu mà thôi. Còn lần thứ hai là có thể cái đó không phải là tăng sự dân y, mà là tăng sự dân y thường thôi. Ví dụ như là trên đó lâu ta xuống ta làm phước thì ta dân y thường thôi, chứ không phải y làm lễ dân y ha. Còn nếu làm lễ dân y thì cũng không thành. Người thứ hai nó để nói lại với cái định đệ song tu ha. Mình nói mình học ít học nhiều thì chúng tôi nói về để quý vị biết quý vị học cái nào. Một câu phần ngôn vẫn có thể đưa tới đạo quả như thường, nhưng mà muốn được tới đạo quả thì phải hành cái gì. Ví dụ như câu a sẽ qua na chập hà la năng e tâm măng đó là mốt tâm măng. Bây giờ mình học mình hiểu mình hành cho một câu như vậy thôi có thể đắc đạo quả không? Xin thưa vẫn đắc được như thường. Thì bây giờ a sẽ qua na chập hà la năng thì không gần người ác. Thì người ác là gì? Người ác mình nghĩ là cái ông đó là ông cà chớn người giật, ông là người ác. Nhưng mà cái đó không phải. Trong lời dạy Đức Phật, người ác là như thế nào? Trong Thamma Sankhani Phẩm Nhị Đề, Thamma Sankhani Phẩm Nhị Đề có câu là Thamma, các pháp làm cho chúng sanh đó trở thành người ác. Thì các pháp đó là pháp gì? Nói rộng rãi thì 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó. Và nói một cách chân tắc thì gồm có ba cái mưu lá, tức là ba cái nhân đưa tới các pháp bất thiện, đó là tham sân si. Thành ra khi nào cái chúng sanh đó đi hai cẳng bốn cẳng trường bò thì không biết, mà trong cái lộ trình tâm trong sự suy nghĩ của họ đó có tham và có sân hoặc có si, chúng sanh lúc đó được gọi là người ác. Bất cứ ai người ác. Thì khi đã gọi chúng ta là người ác thì làm sao để gọi là không là người ác? Thì cái việc mà đem cái pháp ác đó, cái sự tham sân si ra khỏi cái sự suy nghĩ của mình đó, thì cái pháp đó gọi là không gần người ác. Thì muốn đem pháp ác đó ra khỏi cái tham sân si mình là phải hành cái pháp gì để đem ra? Hành cái pháp tâm quán niệm xứ. Hành cái tâm quán niệm xứ để đem mấy cái pháp ác đó ra. Thì bây giờ từ cái chuyện mà mình làm sao mình biết thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, để khi nó xuất hiện trong cái sự suy nghĩ mình biết, em biết mình là người ác, rồi mình mới đem cái áo ác ra ngoài ha. Mình học bao nhiêu chuyện chứ đâu phải muốn biết liền đâu ha. Rồi mà mình học bao nhiêu chuyện. Thì nhớ cái thứ hai, bây giờ để từ cái lúc mà tâm có tham biết có tham, mà tâm không tham biết không tham, nó học bao nhiêu chuyện để có thể hành được cái pháp đó đó. Nó bao nhiêu đó thì mình biết mình có học nhiều hay học ít. Thấy không? Nó không đơn giản như mình tưởng đâu. Mà cái người mà học được bao nhiêu đó, muốn hành cho nó có ấy thì nhất phải có giới. Mình học bao nhiêu chuyện để mình có thể mình giữ cái giới mình trong sạch. Quý vị nên nhớ, quý vị thỉnh thọ giới không có nghĩa là quý vị là người có giới. Quý vị không phạm giới chưa chắc quý vị là người giữ giới. Phải học bao nhiêu chuyện rồi. Đó. Học bao nhiêu chuyện để mình có thể biết mình lúc nào là người ác, lúc nào là người thiện. Học bao nhiêu chuyện để biết làm thế nào để mình đem mấy cái pháp ác đó ra để mà trở thành không phải người ác. Chứ còn nếu mình ra mình đi biết đi à, thở hít vô thở ra, biết thở hít vô thở ra, mà trong cái tâm mình đó nó đi lang bang từ cái Bắc Kinh mà lên cho tới xuống tới Hà Nội rồi qua tới Nữ Ước, thì lúc đó mình là người ác, thì người ác là hành thiền làm sao đắc được cái gì, phải không? Đó là đã xin đóng góp một ít để cho định tệ xong tu thấy không phải là học ít là có thể làm được cái gì, mà học phải rất là nhiều thì mình mới có khả năng mình nhìn cái đó. Chỉ cần một câu nhỏ ngắn vậy thôi vẫn có khả năng để đắc đạo quả như thường.
Nhưng mà để hành được cái câu ngắn vậy đó, phải học nào là thắng pháp tập ý luận để biết là tâm tâm sở như thế nào hay kia không dùm. Rồi phải học những cái gì mà liên quan tới thiền tứ niệm xứ rồi bao nhiêu chuyện, học mọi là bao nhiêu đó. Là cái người bắt đầu mà có thể hạ thủ công phu hành được đó. Thêm thưa quý vị đó, tóc trên đầu nó rụng nhiều hơn tóc còn dính lại trên đầu đó, chứ không ít đâu. Nam mô Bích Thai á. Nam mô Bích Tha giá, và con thấy đạo hữu định tuệ xong tu đã sa thú, con kính tri ân ngài, kính tri ân. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi, tại vì còn khoảng 10 phút nữa thôi. Dạ, con thấy đạo hữu định tuệ xong tu có câu hỏi ạ. Kính xin sư giải nghĩa cái thấy, cái nghe trong đoạn kinh Đức Thế Tôn dạy cho ông Ba Hy Giá. Trong cái thấy sẽ chỉ có, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri sẽ chỉ là các thức tri. Và con kính nhân bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Kính cảm ơn. Kính cảm ơn đạo hữu để định tuệ song tu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Trong chú giải giải thích cái đoạn này đó, mình không học nhiều pháp mình nghe mình không hiểu. Thứ nhất ở trong cái thấy là cái gì? Cái thấy có 4 năm sát na tâm mà thôi. Tức là bành chà đô qua quách chà ná, chặt khu viên già ná, sẩm chà ná, sẵn tì ná, vũa thập ná, chỉ có 5 cái sát na tâm đó được gọi thấy mà thôi. Còn khi mà nó qua cái khác rồi đó là nó bao nhiêu chuyện rồi, xong nó nghe cũng vậy. Rồi này, những cái đó đó tức là khi mà cái lộ trình tâm mà nó xuống tới cái một cái lộ trình tâm vậy đó, nó không phải lết, nó nhanh lắm. Khi mà nó xuống tới cái động tốc mà của Mano Đô Quách Chà Ná, tức là lộ ý đó, thì nó mới thay nhận ra được những cái đó. Thì cái lúc đó mới gọi là thấy nghe, thì chỉ thấy chỉ nghe chỉ ấy là thôi, chứ không phải là mình tưởng đâu mà cả bao nhiêu cái lộ trình tâm mình mới làm được cái đó. Rất là ít, bởi vì bao nhiêu lộ trình tâm là nó đi rất là xa, đi rất là xa. Thường thường một cái lộ thấy đó chỉ 4-5 cái sanh na đó thôi, nhưng mà khi nó xuống tới cái lộ mà có trí tuệ đó, cái lộ ý mà có trí tuệ, thì trí tuệ chỉ biết 4-5 sanh na đó, thì được gọi là thấy nghe ngửi hay nếm là chỉ biết thấy, chỉ biết nghe, ngửi biết nếm thôi. Còn thường thường mình là không có cái năng lực tới cái mức đó. Thành ra mình thấy cái là bắt đầu cái nó xuống những cái động tốc mà gọi là động tốc hỗ trợ đó, nó bất thiện nó chen vô rất là nhiều. Thì ra mình thấy mình không biết cái đó là thấy, dầu rằng mình vẫn thấy như thường, nghe mình vẫn nghe như thường, mình không biết cái đó là cái nghe. Tại vì nó đi qua quá nhiều cái lộ trình tâm nên mình không nhận dạng được cái đó. Khi nào mình nhận dạng được cái đó thì mình mới hiểu được cái câu vậy đó. Trong chú giải thích là chỉ có mấy sanh na cho mỗi một cái câu được giải nghĩa vậy thôi. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ không biết đạo hữu định tuệ song tu còn thắc mắc gì không ạ? Dạ con chưa thấy nha. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu. Kính thưa sư, có phải chỉ ở 4 tâm, ngũ môn hướng tâm, tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm đoán định? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài tiếp tục giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thai Giá Kinh Bạch Chư Tông Hiền Giả Kinh Thưa Chư Vị. Năm sát na tâm, ngũ môn hướng tâm, rồi chặt khu huyên nha ná, rồi sẵn bạch chân ná, sẵn ti ra ná, rồi quá thập phân ná. Nhưng mà khi nó xuống cái động tốc đó là nhiều chuyện khác rồi, chứ nó không còn nữa. Thành ra cái độ mà được gọi là biết chỉ thấy, chỉ là thấy là chỉ có 5-6 sát na đó thôi. Đó là theo chú giải. Còn hỏi chúng tôi có thấy vậy được chưa? Xin thưa chắc 1-2 tăng kỳ nữa. Cái này chỉ nói là sách vở thôi, chứ còn nói theo kinh nghiệm thì xin thưa không dám. Nam mô Bích Thai vậy. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu. Dạ
Con hiểu, kính tri ân sư. Và sau đây con kính mời đạo tràng, và chỉ còn ít phút nữa thôi, nên quý cô chú có thể đặt câu hỏi ạ. Hết, gần sắp hết giờ rồi. Theo đồng hồ của con thì chỉ còn lại 10 phút thôi, 12 phút ạ. Dạ, con kính mời quý cô chú ạ, có thể đặt câu hỏi của mình. Dạ con chưa thấy câu hỏi gì hết. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô có câu hỏi không cô? Kính mời cô. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bạch ngài, qua những cái câu hỏi về dân y thì con nhớ hôm trước cũng có học về lực của chư tỳ khưu thời Đức Thế Tôn còn thạc tế đó bạch ngài. Ngài cho con hỏi cái câu vì lý do gì mà Đức Thế Tôn mà chế cái lực tỳ khưu thì nửa tháng mà được tắm một lần bạch ngài. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thời đó nâng nước nó khan hiếm giống như hàng hán vậy đó. Mỗi lần chư tỳ kheo muốn đi tắm đi xa ghê lắm, đi xa rồi ra tới nơi đó là lo tắm không có về. Nó có nhiều chuyện lắm nhưng mà đại khái vậy đó. Nhưng mà cái đó là trong cái khu vực đó thời đó mà thôi, sau này Đức Phật chế định lại là ngoài khu vực đó vẫn được tắm như thường chứ không phải đợi tới cái đó. Mà mỗi lần mà quý vị biết cái chuyện mà bà Quý Sa Kha mà mời chư tăng đi rồi đi trai tăng đó rồi tới giờ cái không thấy chư tăng gì hết, cái mới cho cái người cẩn thận của mình đó tới để mời chư tăng ăn cơm. Nhưng mà lúc đó trời đang mưa thì ông vô cũng quảng hồn chạy về, ông nói trời cái chùa bị ngoại đạo chiếm hết rồi, ngoại đạo lõ thể nó chiếm hết rồi đó. Bà thì bà Quý Sa Kha bà thì cái thứ cái dân mà thông minh tứ thiệt, mà bà nghe giờ bà biết chuyện bà vô bà xin Đức Phật đi dân y tắm mưa là vậy đó. Tại vì lúc đó đâu có chưa có y tắm mưa, thành ra nghe là thấy mưa là thấy đã rồi, cởi hết đồ ra ngoài đó tắm này đó. Anh đó mà hồi xưa là tới đằng mưa là mừng lắm, tắm vậy đó chứ nước thì hồi đó nó khan hán gì đó, nhiều chuyện lắm. Thành ra đại khái là không có muốn chịu tăng mà ấy thì thành ngày cấm chỉ giúp cái vùng đó mà chúng tôi không nhớ cái vùng nào, chứ còn ngoài cái vùng đó thì được. Cũng giống như vào cái thời mà Đức Phật thì 16 cái tỉnh mà ngài lui tới thường đó thì chư tăng phải 10 vị trở lên mới cho tu được, còn ngoài ra thì không, ngoài ra sau này xin ngài cho 5 vị cũng được là vậy đó. Và tùy theo mỗi vùng nó có những cái chuyện gì thì Đức Phật lại chế định ra những cái điều luật liên quan tới đó để cho chư tăng sống được an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ có câu hỏi của Đỉnh Tệ Song Tu. Dạ con xin đọc. Kính thưa sư, theo đoạn kinh sa thú anura sa búp bê cha hằng anura ta ê ta ra hít cha đúc thành chê qua bành nhà bê mi đút khắp sa cha đi rô hằng lành thai anura tha này. Anura tha từ trước cho đến nay Như Lai chỉ tuyên thuyết về khổ và dược khổ mà thôi. Từ đoạn kinh này mình có thể hiểu cả tam tạng kinh, luật, vi diệu pháp là những cách thức khác nhau để dạy về tứ đế, phải vậy không? Kính thưa sư, Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính nhân bích ngài.
mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Vị. Ba thằng kinh lực lượng đó Đức Phật dạy, thứ nhất là tùy theo cái căn cơ người đó, thứ hai dạy để cho mình theo căn cơ người đó, đó người đó hiểu biết chế định nhiều thì ngài nói những danh từ liên quan tới tạng kinh nhiều, còn nếu mà người đó hiểu biết thực tính pháp nhiều thì ngài dạy về thực tính pháp. Thì trong ba cái đoạn này thường chú giải ví dụ vui lắm, tạng kinh là kêu lại, rồi tạng lực là trói lại, kêu tới để trói lại, tạng gì pháp để giết nó, trói lại xong giết luôn. Bởi vì học gì pháp thì không còn người chúng sanh nữa. Thành ra nói về để dễ hiểu trong cái bài kinh đầu tiên á, thì Đức Phật nói là khổ đế là cái gì? Cha ti vị đúc khả cho ra vị đúc khả đó, sanh già lão tử tận cái gì ông không cần thì người ghét mà xa người thương là đều là khổ. Thì nói tới khổ theo kinh tạng gọi là sụt tanh tạ pha chánh ni giá. Nói khổ theo kinh tạng tức là sanh là khổ già này kim sùng, bởi đó là chế định pháp. Nhưng mà khi nói theo di diệu pháp á thì là cái gì? Khổ đế tức là 81 tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tham và 28 sắc. Đó. Thì 81 cái tâm sở là 81 cái tâm đó, 51 tâm sở và 28 sắc diễn tả gì? Sanh là già đau chết rồi này kim sùng đó, là tùy theo cái người mà nghe cái đoạn kinh đó có thể nghe theo chế định pháp hoặc là nghe theo chân đế pháp. Thì khi mà nói tới chân đế pháp mà nó khổ là gì, là bao nhiêu chuyện, nó sanh già 11-12 chuyện đó. Nhưng mà nói theo di pháp khổ là gì thì nó làm bao nhiêu pháp như vậy đó, năng tức là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tham, rồi 28 sắc. Đó. Thành ra tùy theo cái mức độ mà trong quá khứ mình tạo như thế nào, thì sau này gặp những cái bậc mà như Đức Phật hay các bậc thánh đó, thì mình cái cách dạy của ngài ngài sẽ hiểu. Mà mình khi nào mà còn người mà có trí tuệ thì hiểu cái hai. Cái hai là sao? Như ngài sẽ chỉ nói dê thăm ma hệ tụ bà phá qua đó. Thành ra chỉ dê thăm ma đó, nếu mà nói theo thần kinh tức là sanh già đau chết gần người với đó, nhưng mà nói theo tạng diệu pháp tức là các tâm và tâm sở, giống như nói nãy tám ông sở đó, hệ tụ và phá qua hệ tụ là gì? Nói theo thần kinh đó, nói tăng kinh hệ tụ phá qua là gì? Là ca má tình hạ, phá quá tình hạ, quý phá quá tình hạ. Mà nói theo tạng diệu pháp là gì? Là tâm sở tham. Đó là cái cách để mình hiểu, là thành ra mình học cái nào nó cũng có thể hiểu được giáo pháp vậy đó. Mà cái mức độ sâu hay không sâu là do cái nghiệp tiền kiếp, chứ không phải nghiệp kiếp này. Với nghiệp tiền kiếp mà đủ ấy rồi đó, mình nghe chế định pháp vẫn có thể đắc được như thường. Còn nếu mà kiếp trước mà mình trí tệ mà quá nhiều đó, thì thường đó Đức Phật nói liên quan tới chân đế pháp nhiều đó. Nhưng mà nói cách nào nữa, nếu mình đầy đủ và là mật thì vẫn có thể đắc đạo quả, dù là nghe chế định pháp hay là thực tính pháp. Với chúng sanh như chúng ta là có hai loại. Thứ nhất gọi là Bố Thá Vi Này Giá, tức là đắc đạo khi, quả khi nghe lời từ miệng chính miệng của Đức Thế Tôn. Và thứ hai Xá Quá Cả Vi Này Giá, tức là đắc đạo quả do nghe từ các vị thinh văn. Thì ngài xã Địa Bồ Tát với ngài Mốc Kha La Ná là nghe từ thinh văn, còn ngài Cô Nên Nhá là nghe từ miệng Đức Phật, hoặc ngài Giá Xã là nghe từ miệng Đức Phật, là vậy đó. Thành ra nói cách nào nữa thì mình cũng học cả kinh lục luận, như mình nói mình nhiều ít là tùy theo cái tiền nghiệp của mình, chứ mình nói mình học cái này không học cái kia là rất là khó khăn. Thành ra hôm nay xin được đóng góp vậy, tất cả phước báo nào phát sinh trong pháp thoại ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cư sĩ nam cư sĩ nữ có thể tận diệt các áo pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bố Thà Gia, nam mô Thầm Mà Gia, nam mô Sẵn Khà Gia, nam mô Rất Thành Na Tỳ Giá Xa. Dạ sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi cho chúng con, để chúng con được có một chút tri kiến đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn.
và để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do thảo luận Phật pháp, thính pháp đến giới với Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tam ăn buộc thể do khá đi tổ đô sơ buộc thâu hà ma tu tăng hà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha đô quy thẳng và răng thầm mê vô khá li tô đô sâu thầm mơ ca ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đô quy thọ tam ăn sẵn khệ vô khá li tô đô sâu sẵn khô cầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo. Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng mít đến Ngài. Sakatoa Buddha Ratanang O Satang Uttamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Dejena Sotinana Santu Vandawa Sambe Dukha Vupasamentu Te Sakatoa Tham Ratanang O Satang Uttamang Warang Barila Upasamanang Tham Dejena Sotinana Santu Vandawa Sambe Phaya Vupasamentu Te Sakatoa Sankaratanang o satang o tamang warang ahu naiyang bahu naiyang sankhate jena sotinana santubadhava sambe roga vupasamben. Tục thế nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sambe Buddha Balam Bhatta Bache Kanan Chayang Balang Arahanta Nanta Te Che Narakhang Pantha Misampaso Sambe Thamma Balam Bhatta Bache Kanan Chayang Balang Arahanta Nanta Te Che Narakhang Pantha Misampaso Sambe Sangkham Balam bata banche kanan che yang balang arahanta nan tate che narakhang pantha Mỹ xâm ba số xin chia thiên quan hệ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thầm thiền xin quay lực vô biên chia toàn giác độc giác và thịnh văn tính chung hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua xin đi thụ về kha rê vô thi kha rê ta hình ta hình ta tham mà đa nê na pha quan tu bồ chỉ ta sa tình ca rốn tê kha vi ha ra man đa lễ thê ra cha mát cha na qua ca cha phít kha vô sa ra mi ca đa na bơ ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha na vừa cha dê vi cha anh đã xăm phá qua
san sa da cha ta a ta vo ba ba ti ka niu ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sa be bi du kha sa ka ron tu sang kha yang ha tu chi rang sa tang tham mo tham ma ta ra cha pup ta ra sang go ho tu sam ma go và a ta ya cha he ta ya cha am he ra ka tu sat tham mo sat be vi tham ma cha di no vut thinh sam ba bu nai ya tham ma đi dập bà quê đi tên ngược cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cũng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu hiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành dạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khỏi truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết bao kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha gia chúng con thành kính đảnh lễ do quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp thính pháp thảo luận Phật pháp đến với chư thiên hậu trì chánh pháp còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến thâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni ban át sa bát cha yo hồ tu, y đăng quân nhân ni ban át sa bát cha yo hồ tu, y đăng quân nhân ni ban át sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhất ngà là ngài Liễu Tông, quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả chúng con đã đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thảo luận. Con xin thay mặt ban điều hành trong Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều thơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhục Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhục Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và con xin phép được xuống mít kính chào tạm biệt đạo tràng và chúng con
cũng xin để bài kệ kinh và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Tinh na jam tam 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 ba dang na bi sa me cha ta.